Thầy xin chào tất cả các bạn và các em. Các bạn và các em học sinh yêu quý, hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục ôn uh, 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 chuẩn bị để cho thi học kỳ 1 lớp 12 uh, với thầy các em nhé. Nào hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cái uh, uh, đề số 3. Đó, hôm nay chúng ta cùng ôn tiếp tục với thầy đề số 3. Rồi, uh, trong đề ngày số 3 nghề của chúng ta ngày hôm nay. <laughs> từ từ. Uh chỗ này là hơi bệnh nghề nghiệp nó, nói nó hơi bị lẫn chào lại đã tí nữa bộ phận kỹ thuật giúp thầy thì tới chỗ này thì cắt bớt đi cắt bớt đi Nên <laughs> khổ bệnh nghề quay thỉnh thoảng nó bị lẫn quay hay nói nhiều hơn nó hay bị gọi lẫn mồm cái thông cảm khổ quá rồi Thầy Nguyễn Công Chính xin gửi lời chào thân ái đến với tất cả các bạn học sinh yêu quý trên toàn quốc các bạn và các em thân mến, thật là vui hôm nay thầy trò chúng ta lại gặp lại nhau trong một bài giảng mới. Và hôm nay chúng ta cùng thầy tiếp tục để chuẩn bị cho ôn thi học kỳ 1 các nhé. Chúng ta sẽ đến với đề số 3. Đó, đề số 3. Rồi, và đề số 3 của chúng ta ngày hôm nay thầy cũng đã uh, chuẩn bị cho chúng ta biên soạn rất là uh, kỹ lưỡng chi tiết 50 câu hỏi trắc nghiệm đó, bao quát toàn bộ nội dung của học kỳ 1. Đó và trong đề ngày hôm nay chắc chắn các em sẽ học hỏi được thêm rất nhiều các cái kinh nghiệm đó. Và các em nhớ comment uh, đáp án thoải mái được không nhỉ? Đó thầy cho phép và chúng ta uh, nhớ chia sẻ táp bạn bè của mình vào học ngay đó để không bỏ lỡ bài giảng ngày hôm nay các em nhá. Đó. Rồi. Uh, bắt đầu chúng ta sẽ đến với các câu hỏi ngày hôm nay luôn. Đó. Do đề của chúng ta đối là dài đấy thế nên là mọi người tập trung vào để cho chúng ta làm được trọn vẹn chị làm được trọn vẹn hết 50 câu hỏi trong đề này rồi uh, xin chào tất cả các bạn và các em đang uh, uh, vào học nhé Ok bài giảng của thầy đang được phát trực tiếp trên uh, uh, tất cả các kênh trên phát trên uh, fanpage của tuyển sinh 247 học trực tuyến này đang phát trên YouTube này đó và cũng đang phát trên uh, Facebook công chính thầy chính Đức Phúc của thầy các em nhớ uh, theo dõi ấn theo dõi sub, subscribe đúng không? Subscribe tất cả các kênh để không 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 bỏ lỡ bài giảng nhé. Đó, rồi. À, câu hỏi đầu tiên của chúng ta có nội dung như sau, bắt đầu có một luôn. <laughs> có một luôn. Rồi. Làm luôn nhé. Không là thầy nghĩ là cũng nhiều bạn có khi chuẩn bị mai thi rồi đấy, chả biết đâu. Mai thi rồi đấy, cố gắng lên nhé. Đây này, một số bạn trên YouTube còn nói điểm cao hay thấp phụ thuộc hết vào buổi tối hôm nay đấy thầy. Được chưa? Rồi cố gắng nhé. Câu 1. Các bạn và kem thân mến, chúng ta đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẵn sàng đi tìm ai là triệu phú chưa? À quên. Chúng ta đã sẵn sàng đi tìm ai là thủ khoa chưa? Bắt đầu câu hỏi đầu tiên, câu số 1. Nào, Tập xác định D của hàm số y bằng loga cơ số 5 của trừ x bình uh, cộng 5x trừ 6 là phương nào? Rồi, các em thân mến, câu hỏi đầu tiên rất là quen thuộc, tập xác định của hàm số loga. Như chúng ta đã biết, uh, điều kiện của cái loga này thì trong loga là dương. Chốt nhá, cho chốt kiến thức chưa? Thông chốt nhá, chốt. Các em sẽ đi giải điều kiện đó là trừ x bình cộng 5x trừ 6 dương chỗ này kem nhẩm nghiệm giúp thầy nhé hoặc là kem lấy máy tính kem bấm chỗ này ai cũng biết bấm hết rồi đó được không nhẩm nhẩm cũng được thầy dạy nhẩm cũng được em có thể bấm vế trái này ra này theo VS em bấm vế trái ra thì có một nghiệm là một nghiệm là hai một nghiệm là ba đúng cả lớp xét dấu nhá có thấy a âm không a âm này để trong trái ngoài cùng nhỉ ở à đấy được chưa thấy không đó thì bây giờ chúng ta có phải lấy lấy cái vùng ở ngoại ở trong này không đấy được chưa Ok nhà yeah, đấy. Bài này chúng ta sẽ có x nằm trong khoảng từ 2 đến 3. Ơ ờ, sao định đứa nào để chọn đáp án D ở rồi? Ơ <laughs> ờ, thầy bảo này, xét dấu nhá, một lần nữa thầy nói lại này, hệ số a âm chưa? Thế trong trái tức là trong dương nhá, trong khoảng hay nghiệm mà trong dương ngoài âm. Bài này đang yêu cầu lấy dương này, chưa ta lấy trong khoảng nhá. Đáp án của mình chuẩn là đáp án B. Cả lớp xem có phải B không? Trời ơi sao lại chọn D trời? Ờ, không có nhẽ thầy giải nhầm à? này mai thi rồi đây nhá đừng có vớ vẩn <laughs> bạn nguyễn nhân có nói thưa thầy em thi xong em học khóa thầy được 9,8 xin chúc mừng nhân nhá được chưa rồi xin chúc mừng em một lần nữa thỉnh thoảng thầy đọc được comment của bạn nào thì thầy sẽ trả lời được chưa xin chúc mừng em rồi chúc mừng em điều đó xứng đáng uh, em xứng đáng được điều đó đúng không vì em cũng rất chăm chỉ và cố gắng được không nhỉ rồi Chúng ta chọn cho thầy đáp án B. Có ai thắc mắc gì không? Có ai thắc mắc gì không? Xong nhá. Câu hỏi số 1 của chúng ta à, đã đi qua. Nhớ nhá, trời ơi, đừng có chọn D giúp thầy, chọn D là sai trời. Trời ơi, nhầm kiểu gì vậy trời? Chỗ này lấy dương mà cả lớp. Không có nhẽ mình xét nhầm à. <laughs> Được không? Đừng nhầm giúp thầy nhá. Câu 1 mà nhầm là thôi hỏng đấy, toang đấy. Câu hỏi số 2 bắt đầu nghiệm của phương trình 2 mũ x cộng 2 bằng 64 là à phương trình rất là cơ bản ở đây là phương trình mũ cả lớp đổi về cùng cơ số là ra nhỉ cả lớp có thấy cơ số 2 không thế thì 2 mũ mấy là 64 chắc là chúng ta đã biết rồi nhỉ 2 mũ 6 2 mũ 6 là 64 2 mũ 6 đổi cho thầy như vậy x cộng 2 của em bằng 6 cả lớp chuyển vế như là lớp 1 ấy. được không 6 chữ 2 còn 4 Cả lớp cứ làm bình thường thôi là nó đã ra kết quả rất là nhanh rồi. Ngoài ra các em có thể thử đáp án, các em thay vào đây cũng được. Nhưng mà theo thầy giải bình thường nó cũng nhanh rồi. Đó thì các em làm thế nào miễn là ok là được. Cả lớp đồng ý đáp án C không? 2C chúc mừng các em nhé. C nhé, ừ, hai đi qua xong, ok rồi. Câu 3 bắt đầu cả lớp đọc đề nhé. Cho hàm số y bằng fx xác định trên đoạn 1,4 và có đạo hàm f,x của em là âm trên khoảng 1.4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng? Người ta hỏi các em các cái F này thì F nào lớn hơn F nào? Câu hỏi này chúng ta đã gặp chưa? Chắc chắn là các em cũng đã gặp rồi. Thầy xin nhắc lại, toàn bộ tất cả các câu này đều có khả năng rất cao sẽ rơi vào trong thi cuối kỳ và về sau quan trọng hơn là sẽ rơi vào trong các đề thi uh, của đề thi thử của các sở. Và thầy chắc chắn luôn, những câu này thầy đều đã lấy cái mức độ là nó tương đương và trên của các cái, cái cái cái, đề thi rồi của các sở rồi hoàn toàn có thể xuất hiện về sau kem thi đại học là chắc chắn có nhé thầy đã biên soạn các cái câu hỏi nào là thầy đã luôn dự tính rồi cái khả năng có là phải đến trên 90% các lớp nhớ nhé thầy không cần kem làm những câu quá dễ hay là quá khó nhưng mà những câu quan trọng nhất là nó phải bám sát có hiểu thế nào là bám sát đề thi không đấy những câu chuẩn về nội dung mức độ và bám sát đó bám sát chương trình đấy là cái quan trọng nhất chứ nhiều khi kem ôn dễ quá cũng không phải mà kem ôn khó quá cũng không đúng cái này sẽ là rất là phù hợp cho các em ai làm được đó Cái câu này chúng ta sẽ chọn đáp án nào nhỉ đó ai kể cả thi xong rồi vẫn làm bình thường chẳng nhẽ học để thừa về sau cái này còn thi đại học mà thi đại học cũng có các câu như thế này thầy không đùa đâu nhá học gì thi đấy. đầy bạn hôm nay bảo thưa thầy em được kết quả cao lắm nhưng vẫn sai một hai câu dễ vẫn hơi tiếc thôi được rồi không sao đó làm nhiều nữa vào sẽ có kinh nghiệm tiếp. Câu này chúng ta chọn là gì cả lớp nhỉ? Đáp án cần chọn của chúng ta đó là cả lớp có chọn C không? C hay B? Cả lớp nghe đây. người ta cho em f phẩy là âm, f phẩy âm thì em suy ra điều gì rồi? f phẩy của em mà âm trên khoảng này chắc chắn hàm số nghịch biến. Nghịch biến thì nó có tính chất ngược ngược trở lại. Số nào càng lớn thì f của nó là càng nhỏ. Nghịch biến mà như vậy cả lớp có nghe? Do hàm số nghịch biến trên khoảng một bốn nên F2 của em nó sẽ to hơn F3 Tại vì 2 2 thì nhỏ hơn 3 Nhưng mà do nghịch biến nên F2 to hơn F3 Chính xác rồi, đáp án của chúng ta là C Thầy chúc mừng các em, chính xác rồi Còn em thấy cái A này nó vẫn xuôi đúng không? 1 nhỏ hơn 4, F1 nhỏ hơn F4 Cái này xuôi F2 nhỏ hơn F3, cái này xuôi F2 lớn hơn F1, cái này vẫn xuôi Còn mỗi cái C thì ngược thôi có hiểu thế nào là xuôi bên ngược không? Nói thế là hiểu rồi nhá. Đồng biến thì xuôi, nghịch biến thì ngược rất là nhanh. Câu này thỉnh thoảng thấy hay thấy có trong đề lắm. Các em phải nhớ cho thầy một điều đó là các cái con số muốn so sánh được các con số này phải nằm trong đoạn này nhé Nếu mà nó 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 không nằm nó không xác định thì cả lớp không tính được. Nó phải là các con số xác định trong đoạn này cả lớp nhớ cho thầy như thế. Thế là được. Thì câu này mình đi qua nhé, rất là nhanh thôi. Câu hỏi số 4. Thể tích V của khối nón, chiều cao H, bán kính đáy R. Câu này là câu kiểm tra công thức thôi, dễ lắm. Nón trụ cầu đây, phần này tặng điểm. Đúng không? Nón của chúng ta chắc chắn là có 1 phần 3 rồi. 1 phần 3, B, -L R bình nhân H. Cả lớp dễ dàng chúng ta có được đáp án đó là D. Thầy chúc mừng các em. Chúng ta chọn đáp án D. Các câu này hay có lắm. Nón này có 1 phần 3. Còn hình trụ thì không có đúng không? Hình trụ thì không có 1 phần 3. Câu này chốt xong rồi. Câu 4. Câu hỏi số 5 Cả lớp cứ bình tĩnh mà làm nhá Không phải vội vàng quá đâu Cứ bình tĩnh mà làm Tập xác định D của hàm số Y bằng X bình trừ 5X cộng 6 Tất cả mũ âm 3 là cái gì? Ở đây cả lớp tập trung quan sát đến cái mũ của chúng ta Đây là hàm số lũy thừa Số mũ của chúng ta là nguyên âm Nguyên âm Âm 3 mà, nguyên âm Với số mũ nguyên âm Thì biểu thức ở dưới đúng không? Tức là cái biểu thức cơ số ở dưới của chúng ta sẽ phải là khác không. Khác không nhá, chứ không phải là giải dương đâu. Đúng không? Chỉ có cái cơ số không nguyên cơ ta mới giải dương, các đừng nhầm. Thầy đã đổi đi. Ví dụ hôm trước thầy ra những câu nào rồi thì hôm nay thầy sẽ ra khác hoàn toàn đấy. Hôm trước đấy trước của thầy làm câu gì hôm nay thầy cho khác để cho chúng ta tổng hợp được liền mạch kiến thức đấy. Hôm nay thầy cho khác hẳn đấy. Vậy cả lớp giải khác không, giải khác không thì chắc chắn đáp án sẽ nghiêng về đáp án D. Vì khi giải khác không thì x nó sẽ khác cái gì gì đó mà Thế đáp án nó khả năng cao nó phải nghiêng về D là chuẩn rồi D cả lớp ạ, à. D nhé Phản xạ rất nhanh, cả lớp tư duy phản xạ rất nhanh Còn nếu bây giờ mà kem giải ra uh, trong khoảng hoặc là ngoài khoảng ấy Thì đấy là chúng ta giải theo kiểu bất phương trình rồi Đấy là dương âm các thứ chứ, đúng không? Bài này kem bấm một phát là nó ra hai nghiệm đó là 23 Cả lớp lấy ngay đó là R, kem gạch bỏ 23 Chúng ta giải khác không mà Tư duy rất nhanh rất là nhanh Đấy là số mũ nguyên âm nhé Mũ nguyên âm hoặc là mũ bằng 0 là đều giải theo cái này hết Cả lớp chốt kiến thức cho thầy Câu 5 của chúng ta là đi qua xong Ok không cả lớp? Câu hỏi số 6 bắt đầu Câu hỏi 6 bắt đầu Nào Cho hàm số y bằng Trừ x mũ 3 Cộng với 3x bình Trừ 3x cộng 2 Mệnh đề nào sau đây là đúng cả lớp đọc các cô các các phương án xem người ta cho cái gì đấy ngã à, người ta thấy các thuật ngữ này à người ta thấy đồng biến nghịch biến này bản chất bài này các em lấy đạo hàm cho thầy thôi để xem về cái tính đơn điệu của nó bạn nào làm nhanh cho thầy nhẩm ra xem đáp án đồng biến hay nghịch biến đấy có nhẩm được không à ta đạo hàm nhá bắt đầu cái đạo hàm tí là ra ấy mà cái em phẩy một cái y phẩy đâu cái này xác định cho r rồi y phẩy đâu y phẩy của em sẽ là rất là nhanh các em có trừ 3x bình cộng 6x trừ 3. Cả lớp sẽ dễ dàng đặt được trừ 3 làm thừa số chung. Bên trong cả lớp sẽ có x bình trừ 2x cộng 1 cả lớp có ra giống thầy không đã. Ta sẽ nhận ra đây là hàng đẳng thức. Và đây chính là hàng đẳng thức x trừ 1 bình phương. Các em biết là x trừ 1 bình phương thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Nhân thêm âm 3 vào thì tự nhiên nó quay đảo chiều nó thành nhỏ hơn hoặc bằng 0. Theo đúng lý thuyết về tính đơn điệu, nếu y phải nhỏ hơn hoặc bằng 0 cũng được. Hàm số là nghịch biến trên toàn tập xác định. Đúng không? Trong trường này chúng ta sẽ chọn được đáp án đó là đáp án C. Hàm số này nghịch biến trên toàn tập R. Đáp án C. Rất là nhanh. Ngoài ra các bạn cũng có thể bấm máy tính chỗ này. Thì máy tính cho bạn, nếu mà bạn bấm máy tính thì nó chỉ có một nghiệm thôi. Rất tiếc đây là nghiệm kép nghiệm một là nghiệm kép nghiệm kép không đổi dấu do hệ số a âm nên toàn bộ y phải là âm đấy cả lớp khi xét dấu cả lớp lưu ý rất nhiều bạn đi thi nếu không làm cẩn thận kem sẽ nhầm sang các đáp số b và d kem xét dấu phải cùng trái khác ấy. thế nên là rất nhiều bạn là chúng ta đi thi là rất nhiều bạn có khi là nó chọn đáp án d đáp án d là nó nhầm hết đấy. chỗ này cẩn thận nhé nhớ là chỗ này có ai chọn d không trời ơi có đứa là chọn a trời các em lưu ý này, đã đồng đã hệ số a âm rồi thì còn đi chọn đồng biến dở hơi. Đã âm rồi hệ số a âm rồi còn đi chọn đồng biến trời ơi, không được, trời ơi, má ơi cái gì vậy? Đã âm rồi thì còn đi chọn đồng biến dở hơi. Không được, được chưa? Thầy chỉ sợ các em chọn đáp án D thôi, các em mà xét dấu bài này cái nghiệm này là nghiệm kép nó không đổi dấu. Toàn bộ nó là âm hết. Nên bạn nào mà xét dấu mà đổi dấu cái em chọn D là em nhầm nhá. Nhớ là không được chọn sai chỗ này. Chốt một lần nữa khẳng định lại là C. Nhớ là chứng minh được y phải bé hơn hoặc bằng 0 trên toàn tập. Thường là chúng ta sẽ nhìn ra hàng đẳng thức nhanh lắm. Đó. Rồi, câu 6 của chúng ta đã đi qua ngon lành. Nói thế thôi chứ, ai mà nhầm ma sửa ngay đi, không phải sau thi đại học đến nơi. Phương trình đường thẳng D đi qua các điểm cực trị của đồ thị bậc 3 này là Y bằng x mũ 3 trừ 3x cộng 4 là Như vậy, khả năng cao là cái hàm số này chúng ta sẽ đạo hàm ra hai điểm cực trị AB. Cả lớp sẽ viết phương trình đường thẳng AB. Rồi, các em cùng nghe thầy hướng dẫn nhé. Cái này cũng đạo hàm ra thôi, câu hỏi rất là quen thuộc. Câu này nhiều năm hay hỏi thi này. Thứ nhất, đạo hàm cả lớp rất là nhanh, cả lớp có 3x bình trừ 3. Đúng không? Các em cho y phải bằng 0, cả lớp dễ dàng nhẩm ra được. Chỗ này không cần bấm nhé, nhẩm ra luôn là cộng trừ 1. Chỗ này tư duy nhanh ai nhẩm ra được, ấy, cộng trừ 1. Cả lớp thay cộng trừ 1 vào đây giúp thầy. Bây giờ thầy 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 uh, thay từ từ cho bà nghe. Thay 1 nhá. 1 cộng 4 là 5, 5 3 còn 2 xong nhá. Âm 1. Âm 1 như vậy chỗ này là âm 3. Đúng không? Âm 3 tí nữa lại cộng 3. <laughs> à hết rồi, hết rồi. À như vậy là bộ Ô cứ quá nhỉ, từ từ. À đâu, khổ quá. Tôi 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 nhầm khổ. Âm 1 mũ 3 là âm 1, quên sao mình đi, âm 3 nhỉ? Tôi thử tí thôi. <laughs> âm 1 âm 1 cộng 3 rồi cộng 4 tiếp như vậy là âm 1 cộng những 7 tên là ra dư 6 <laughs> tưởng lẽ hết đấy. dư 6 sáu. 6 sáu. cả lớp tính nhầm cũng được hoặc là sợ nhầm nhầm với thôi lấy máy tính mà the nhé chỗ này không khó đâu không là nhầm dễ nhầm rồi cả lớp có ngay hai điểm cực trị một điểm là 12 một, một điểm là âm 16 cả lớp viết phương trình đường thẳng Đến đây nhé chúng ta có thể thay luôn vào các đáp số được rồi Thí dụ nhé chúng ta có hai điểm này Các em thay vào luôn cái nào em thấy thỏa mãn thì Em có thể dừng cũng được Được không nhỉ? Thầy cho phép các em có thể thay luôn Còn nếu mà em thích trình bày từ từ Để cho nó cẩn thận cho nó chắc chắn ấy, Thì cả lớp sẽ Đây có hai điểm cực trị cả lớp gọi là AB rồi này Thì cả lớp sẽ gọi cái đường thẳng D Là Y bằng I cộng B Cả lớp giải hệ như hồi cả lớp học lớp 8 lớp 9 ấy. Giải hệ mà bây giờ các bạn lớp học sinh lớp 9 ấy, Nó làm được cái này rồi về hỏi mấy cái em lớp 9, lớp 10 nhé Nó làm cái này rồi đấy Thì cả lớp thay vào giải hệ là ra này Thay 1 vào Như vậy là A nhân 1 cộng B là bằng 2 Còn thay âm 1 vào Thì uh, trừ A cộng B là bằng 6 Cả lớp chỉ cần cộng vế hai cái này Một cái là A này nó, nó mất mặt mà chết này Như vậy nó chỉ còn có 2B bằng 8 thôi Cả lớp nhập, lập tức là có B bằng 4 B bằng 4 cả lớp có nghe Thay vào đây thế thì A của cả lớp là bằng âm 2 vậy các em sẽ chốt cho thầy đáp án đó là c cả lớp xem có phải c không hoặc đến đây thầy cho phép em có thể dừng rồi em 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 thay vào đây luôn được thay vào cũng chỉ có một cái thỏa mãn thôi nhưng mà đề thi nhiều khi nó khôn lắm nhiều khi đề thi nó có cho em thể thay luôn đâu nhiều khi đề thi nó còn bảo biết đường thẳng có dạng y bằng a cộng b rồi nó lại còn hỏi a bình cộng b bình bằng mấy các thể loại thì thôi tốt nhất em cứ biết giải cho thầy chứ chả tiết kiệm gì mấy dòng đâu không về so thật mà đây thì đại học chưa chắc nhiều năm nó có câu này nhưng nó có bao giờ nó 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 cho luôn ab này đâu nó lại còn hỏi biết điểm nào sau đây thuộc về đường thẳng d này hoặc là đường thẳng d này song song hoặc vuông góc với đường thẳng nào sau đây thì, 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 hỏi thế mới hỏi xoắn tức là nó còn hỏi nhiều kiểu lắm thế nên là đây là may mắn thì có kết quả để thay còn nếu không tốt nhất là cứ biết làm bình thường không là về sau đã mất cả trí lẫn trài chết được không chết nguy hiểm lắm cái câu 7 của chúng ta là cũng đã đi qua rất là nhanh Câu số 8 đi Thầy ơi cô bể dùng công thức giải nhanh của thầy được không? À được luôn <laughs> Tất nhiên đây là cách giải chân phương mộc mạc Thực ra cũng rất là nhanh rồi Nhưng đây là cách giải của hàm số tường minh Có nhiều các hàm số khác nhá có, có chứa tham số M Hoặc là nó phức tạp ấy nhiều khi các em cũng không tìm được rõ Đây là em tìm được rõ các điểm cực trị Thì em mới the vào em làm được thế này thôi Có những bài nhá em không tìm được Hoặc là em tìm rất là vất vả khi tìm ra các điểm cực trị Em sẽ dùng công thức giải nhanh của thầy Thầy ghi lại cho ra đây nhưng mà Về sau ai thích uh, làm thì làm nhé Đó là chúng ta gọi Phương trình đường thẳng cần dựng có dạng là Y bằng AX cộng B Ta gọi là GX Thì đường thẳng này chứng minh được là nó bằng uh, Y phẩy nhân ở à đâu nhầm Y trừ Y phẩy Y2 phẩy chia 3 lần Y3 phẩy Cả lớp thay ba cái này vào đây thu gọn một cái Cả lớp sẽ ra được cái này ngay Thực ra thầy còn rất nhiều các công thức khác nữa Đây là một công thức hoặc cả lớp có thể dùng công thức này này thì bày cho Ai nhớ được thì nhớ nhé, đây tôi tôi bonus thêm topping thôi Tôi, tôi gọi là tôi bonus thêm topping thôi nhé, ai nhớ được thì nhớ này Mai đi thi dùng này Đây này, tùy thôi Thầy, thầy, thầy thế nào thầy chơi được Quan trọng là các em thôi Đây, công thức giải nhanh, đây là topping thứ nhất nhá Đây là topping thứ nhất này, topping 1 này, kia ở vở này, topping 1 cái này áp dụng tổng quát cho tất cả các cái uh, trường hợp hàm bậc 3 topping 1 đây dùng công thức này y đề bài trừ y phẩy y hay phẩy chia 3 lần y 3 phẩy nhầm một tí là ra ai nhầm nhanh một cái nó ra kết quả cách thứ hai chúng ta có topping thứ hai ai nhớ được thì nhớ nhé topping thứ hai cho luôn topping thứ hai đó là gx của chúng ta bằng cả lớp quét 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 sang đây quét sang đây 2c trên 3 trừ đi 2b bình trên 9a tất cả nhân x rồi cộng với uh, d Trừ <laughs> BC trên chỉ na. <laughs> Riêng phần cực trị trong phần bài giảng trong các cái khóa học của thầy thì rất nhiều công thức. Từ phần cực trị bậc 3 cho đến cực trị bậc 4 thì phần nào thầy cũng tổng kết công thức kinh nghiệm cho các em, chúng ta có rất là nhiều. Thì trong phần bậc 3 chúng ta có thể nhớ đến hai cái này. Đặc biệt là trong các cái bài mà có chứa tham số m ấy, cái bài mà có chứa tham số m mà không có công thức giải nhanh nhiều khi làm lâu thật, thầy cũng phải công nhận. Lâu kinh khủng. Thì cả lớp có thể dùng luôn cái này cho thầy nhưng mà thầy không khuyến khích nhớ đâu, tại vì nó khó lắm. Thầy quen rồi thầy nhớ không sao. 2c trên 3 trừ 2b bình trên 9a tất cả nhân x cộng với d trừ bc trên 9a thầy áp dụng cho luôn, nhìn bảng. Nhìn vào đây, a bằng 1, b bằng 0, biết tại sao b bằng 0 không? Lùi dần bậc xuống để biết ngay. c bằng âm 3 và d bằng 4. abcd chạy theo đề bài, không cần quan tâm đạo hàm nhé. Rồi thay số vào bắt đầu nhìn đây. May quá, C bằng trừ 3 như vậy, 2 nhân với trừ 3 chia 3. 2 nhân trừ 3 chia 3 trừ đi, 2B bình. Úi dồi ôi, may quá, B bằng 0 rồi, ôi sướng quá, cái quả này sướng quá. Úi dồi, ôi, B bằng 0 rồi, ôi cái quả này mất rồi, sướng quá. Rồi ôi, xưa mình, đúng là mình ăn ở hiền lành của khác rồi, nhân với X này, cộng với D này, D 4. Bây giờ nhá, hai cái bọn trừ này cho nó chết luôn đi. Úi rồi ôi, trừ 2x cộng 4. Trời ơi, tôi làm hai giây là có thật nhá, được chưa? Nhiều khi các em cứ bảo nói phép thôi, tùy câu thôi, có câu không phép đâu. Đúng là nó hai giây nó ra thật đấy. Như bạn nào bạn đi học khóa học của thầy bạn biết thôi. À, thật không thể không đùa. Đây nè, đây nó ra nè. Đây chưa? Nè nó nó ra nè, ra từ lâu rồi thôi xóa đây xóa luôn này. Tí nữa chép sau nhá, để bây giờ không kịp đâu sang câu khác đây. Cả lớp ghi full topping vào chúng ta có hai cái topping liền đấy. Thế trong các bài của thầy bài nào các các bạn cũng thích học là do nó có nhiều topping. Được chưa? Xóa này. Được chưa? Nó có nhiều topping đó. được chưa? Xong. có kem không biết thì em không 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 em không không không, không có topping ăn nó chán lắm. Được chưa? Rồi. Xong nhá, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 8 luôn, nhẩm rất là nhanh. nào, Câu hỏi số 8 của chúng ta có nội dung số điểm cực trị của cái đồ thị. Đây là bậc 4 trùng phương. Bậc 4 trùng phương thì kem không cần đạo hàm kem biết rồi. Bậc 4 trùng phương người ta có thể nhẩm nhanh theo hệ số AB. Ở đây AB cùng dấu hay trái dấu nhỉ? A âm và B âm đây là AB cùng dấu. AB cùng dấu là 1 hay 3 cực trị? 1 hay 3? Chứ thì có hai trường hợp thôi, 1 hoặc 3 thôi. AB cùng dấu thì chắc chắn có 1. Theo đúng lý thuyết này. Khoanh A luôn, cái, cái này chưa đến 2 giây, cái này không cần đạo hàm nhé Vì người ta cũng trả hỏi mình rõ là các điểm cực trị là bao nhiêu đâu Thế nên là mình chỉ cần nhẩm nhanh theo cái này Chúng ta tổng kết rồi chốt như thế nhé AB cùng dấu lên chắc chắn một điểm cực trị Đó chính là x bằng 0 đấy Đúng không? Câu 8 đi qua rất là nhanh thôi Cả lớp có thể chuyển nhanh đến với câu 9 Khi người ta học chắc kiến thức người ta làm rất là nhanh Y bằng Fx có bảng biến thiên như này Hàm số nghịch biến trên khoảng nào Bài này có đúng một cái câu chốt thôi Đó là xuống 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 đi xu xuống đi xuống xuống đi xong chưa xuống chốt cái chỗ nào xuống là được xuống đi xuống thế là xong xuống nhá xuống là chỗ nào cái nào xuống đáp án của chúng ta thấy ngay để cho khôn phết ấy. một dương vô cùng một lại chui ở đây điên 2 đến 4 nghe có vẻ hợp lý nhỉ 2 đến 4 xuống đấy mặc dù nhiều bạn bảo thưa thầy số 4 em không thấy không thấy thì thêm số 4 vào đấy nhiều khi nó tự cho Thêm số 4 vào thì nó xuống thế thôi. Xuống đi đáp án B xong, xuống rồi, xong. Còn trừ vô cùng đến 5, 5 thì vô duyên. 02 thì nó lại lên mất rồi, đấy. Có nói chung là em thấy một đáp án đúng thì em đi về luôn có thời gian rảnh đâu, đúng không? Xong nhá, rảnh đâu. 10. Giá trị cực tiểu. Các cái công này kiểu gì có trong đề. Giá trị cực tiểu là y tiểu nhá y tiểu ấy đi tiểu ấy đi tiểu ấy y tiểu ấy. chứ không giá trị là y mà giá trị thì nhìn ở dưới này nhá đây y tiểu đây rồi đây y tiểu một rồi nhìn ra ngay này xong nhá cái chỗ này ra kết quả luôn chắc là không ai sai những câu này đâu câu này tặng điểm mà còn cái y bằng không này là điểm tiểu điểm cực tiểu đây y tiểu còn hai này điểm cực đại đây y đại đây cái không sai được nhỉ không sai được Câu này thi gì thì thi kiểu dị có câu này <laughs> Rồi thôi câu này đi qua nhanh nhá Tặng điểm rồi không sai được 11 Được chưa Úi dồi ôi <laughs> Mới chỉ câu 11 thôi Nhiều đứa đọc đến cái chỗ này thôi giật mình <laughs> Nhiều đứa lại bắt đầu Thầy ơi hú hồn con trồn Xong vừa câu 10 xong lên câu 11 nghe khác Phương trình trị chỉ, tuyệt đối Fx cộng 1 bằng 1 có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt Úi dồi ôi Nào giải nào Học trị đối nhiều rồi Chắc là cũng phải biết biết qua rồi Thế Trừ những ai chưa học Phương trình này giải thế nào Giải thế nào Bình thường không có chị đối thì chắc là làm ngon rồi Thế chỉ đối nào thế nào vậy Nào lắm nào, nào. Các em biết là nếu mà giải theo kiểu đại số bình thường Cứ chia hai trường hợp ra là xong Chỉ đối nhá Phá trị đối chia hai trường hợp ra Chỉ có cách đơn giản nhất là chia hai trường hợp Đó là cộng trừ 1 Giống như kiểu toán lớp 7 lớp 8 ấy. Chia hai trường hợp ra phương pháp giải ta ghi chia hai trường hợp sau đó kẻ tương giao xong đi về nhá phương pháp đây mỗi bài thầy đều có câu chốt Các em nhớ ghi cho thầy thầy chốt rất là ngắn gọn đơn giản ở đây này chia hai trường hợp ra sau đó kẻ tương giao cố gắng lên cộng trừ một nhá đây f cộng một chả cộng trừ một còn gì nữa <laughs> đúng chưa cộng trừ một giải tức là em em giải giống như kiểu lớp 7 lớp 8 ấy, em cứ giải bình thường, em cứ coi như fx này là kiểu x đi. Em cứ giải bình thường giống như hồi lớp 8 ấy. Thì có phải là cả lớp sẽ quy về cả lớp chuyển về sang hộ thầy thì có phải là fx bằng 0 không? fx bằng 0 và fx bằng âm -2. Cả lớp kẻ tương giao hai lần là ra. fx bằng 0 tức là cắt trục hoành đấy. 0 tức là cắt trục hoành thôi. À đây rồi. Cắt trục hoành nhá. Mấy nghiệm? 1 2 3 3 nhá. Thế còn f bằng âm 2, âm 2 đâu ấy nhỉ? Úi dồi đây rồi, đề nó nói cho rồi. Không phải tự nhiên đề mà nó ngốc cái cho âm 2 ở đây đâu. Úi dồi, khôn chưa? Cho âm 2 rồi. Úi, gãy phấn. Đây, cái này. Đây, ghi. Y bằng 0. Y bằng âm 2. Cái này mấy nhỉ? 1, 2. 2 nhá, hiểu chưa? Xong nhá, cộng lại. Các nghiệm này em thấy nó khác nhau đôi một không ai giống với ai cả. Tức là các nghiệm này yên tâm là phân biệt rồi. Cả lớp có chọn được đó là là là, 5 không? B nhá. B, bình tĩnh chưa? Còn nếu mà bình thường ý, bình thường là người ta cho em luôn như thế này thì em cắt nhanh lắm nhưng mà thầy thỉnh thoảng thầy sẽ lồng ghép thêm một vài các cái trông nó nguy hiểm hơn. <laughs> thì cả lớp nhớ là bình tĩnh nhá, không được sợ, không được sợ. Thì bình tĩnh mà ra hết mà. À, thầy bảo này. Cả lớp có thấy cái chỗ này là nó tiếp xúc không? Cái tiếp xúc này chúng ta tính là một nghiệm hay là hai nghiệm cả lớp? Một số bạn sẽ hỏi thưa thầy, cái chỗ tiếp xúc này mình có bỏ không nhở? Hay là mình tính mình có tính là hai nghiệm không nhở thầy nhở? Biết đâu ấy, ui có đứa nhau trước thầy đi chấm bài các thứ ấy, có đứa nó vẫn chọn 4. Nó bảo em thấy tiếp xúc, em, em nhớ là có cái bài gì thầy bảo là cái gì gì tiếp xúc là cái gì gì là kép kép cái gì gì bỏ thầy ạ. À? Thế là em chọn 4. Giữa có một số đứa nhá, nó lại thưa thầy, em tưởng nghiệm kép mà nghiệm kép thì phải, phải tính là hai, thế sao không 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 không, quanh 6? Mà lại phải là khoanh có 5 Đấy, bạn nào giải thích thử cho thầy nghe xem nào. Nhớ đứa bạn bên cạnh của em nhớ nó chọn uh, chọn chọn uh, chọn chọn thế thì em giải thích như nào? Có đấy, nó nói cũng có lý đấy. Nó bảo em tưởng thầy bảo là cái trường hợp nào nghiệm kép gì gì bỏ bỏ cơ mà nhở Hay là nghiệm kép tính hai lần đi nhở đấy, Nhiều khi nó cũng hay hỏi vui phết đấy. Cả lớp có giải thích được không? giải <laughs> thích được không? Lên nhớ một điều, khi uh, vẽ tương giao hỏi về số nghiệm thực phân biệt thì nghiệm kép vẫn lấy bình thường chỉ tính là một nghiệm thôi Đây là số nghiệm của phương trình Phương trình tương giao Phương trình bình thường Còn nếu cái này nó là nghiệm Của đạo hàm cơ Nghiệm của y phẩy ấy. Khi tính là số điểm cực trị cơ Chỉ khi tính số điểm cực trị ta mới bỏ nghiệm kép Còn khi tính số nghiệm ta vẫn tính nghiệm kép Là một nghiệm cả lớp nhớ như thế Nó khác với hồi lớp 9 Ngay xưa lớp 9 các em có thể biết đâu tính là hai Bây giờ nó vẫn tính là một Cả lớp đừng nhầm nghiệm phương trình bình thường và nghiệm của đạo hàm là khác nhau không liên quan không về sau được các bạn thấy ơi em cứ thấy cái chỗ nào nó cái kép kép rồi em bỏ học coi chừng đến khi thi là tẩu hỏa nhập ma không biết chỗ nào lấy chỗ nào bỏ đâu <laughs> nếu nó là đồ thị đạo hàm thì thầy bỏ đấy. <laughs> thật à, nếu là đồ thị đạo hàm thì bỏ không câu này đi thi có thầy đã chắc chắn luôn rồi năm nào thầy cũng đã dự tính rồi đi thi có ừ. em cứ còn thầy còn em ở đây em cứ yên tâm ừ, ừ, ừ. Ờ uh, thầy đã luôn chọn những câu tiêu biểu phù hợp với tất cả các trường và to quan trọng nhất là phù hợp với cả đề thi đại học rồi. Các câu thầy, thầy chọn đều khả năng cao rất là ra. Chúng ta không cần phải làm quá nhiều đề nhưng đã làm đề để là phải chọn câu hỏi chất lượng. Ờ uh, uh, 12. À đây. Câu này người ta cho em bảng dấu của đạo hàm. Điểm cực đại là điểm nào ấy nhỉ? Câu này thì em vẽ thêm mũi tên để cho nó dễ nhìn là ra. Xuống lên xuống lên. Nó vết hai dòng, em thêm vào dòng nữa. Cách này là cách dễ nhìn nhất. Tốt nhất các em nhìn lên xuống. Nhiều đứa nó các bảo thấy ơi mình nhìn âm dương đổi dấu có được không? Nhưng mà thầy thấy nhìn âm dương khó nhìn hơn là nhìn lên xuống. Nhìn lên xuống nó dễ nhìn hơn. Rõ ràng bạn vẽ mũi tên và bạn sẽ dễ nhìn hơn nhiều đứa bảo thầy ơi hay là mình nhìn đổi dấu được không đổi dấu bây giờ thầy thấy nó cứ lẫn lộn khó khó nhớ lắm vẽ mũi tên dễ nhìn hơn rõ ràng cả lớp sẽ nhận ra ngay có một điểm cực đại duy nhất ở giữa đó là x bằng không đáp án d còn nhìn đổi dấu cũng được nhìn đổi dấu thì nó sẽ là đổi dấu từ dương sang âm nhưng mà thôi <laughs> cái cái đổi dấu nó khó nhìn nhìn cái mũi tên bao giờ nó cũng dễ hơn cả lớp nhớ là như thế nhớ chưa đó cái này nó lên xuống cái này cả lớp nhìn này. Nó dễ nhìn hơn đại này. Còn hai cái này là tiểu. Thầy bày cho cái gì phải nhớ nhá. Nhiều khi em sẽ không chưa chắc em đã làm giống các bạn em đâu. Nhưng mà nhớ theo các cái cách nhìn của thầy ấy. Cái người đi trước có kinh nghiệm hơn bao giờ em cũng sẽ nhìn nhanh hơn. Cùng là một câu đấy. Câu hỏi tiếp. 13. Câu này vui này. Thầy thấy câu này hay này. Câu này vui này. Câu này hay đấy câu này hay này cả lớp bình tĩnh câu này nhá câu, thầy nói là câu này hay nhưng mà cả lớp bình tĩnh và trả lời <laughs> kiểu chưa gặp bao giờ đâu bình tĩnh và trả lời thì chưa gặp bao giờ cứ bình tĩnh nhá đây người ta cho đồ thị hàm số rồi người ta lại nói trên đoạn âm 3 đến 1 hàm số này có mấy điểm được chị trên đoạn âm 3 đến 1 nhá được chưa trên đoạn chứ không nói là xét trên toàn bộ trục số nếu xét trên toàn bộ trục số thì thầy nhìn được Người ta chỉ hỏi đây Âm 3 đây Âm 3 <laughs> Đến 1 luôn à đây Đố biết đấy Âm 3 đến 1 Có bao nhiêu điểm cực trị Trả lời đi câu này thầy sẽ dừng lại một tí Câu này hay đấy Đảm bảo khối người nhầm Nào cùng đọc đáp án xem nào <laughs> 13 Bình tĩnh nhé để xem nào khối người nhầm đây <laughs> cái bình tĩnh mà trả lời các em nhé em hết sức bình tĩnh kiểu gì các em cũng sẽ uh, chọn uh, đây quá nhảy sao bọn nó thông minh nhỉ thầy phải công nhận một điều với kinh nghiệm của thầy thì phát hiện ra các bạn hay theo dõi trên youtube ấy, là các bạn học rất chắc chắn và thường trả lời rất nhanh được ừ, có thể nói là thế được nhỉ <laughs> ẻo giỏi nhỉ? Thấy cứ tưởng là lừa được các em thế mà chắc ở đây nhiều học sinh của mình thông minh quá. À, hầu hết là các em đều chọn đáp án là B, đó là 2 B chúc mừng ừ, được đấy. Một số bạn đã bảo thầy ơi, đại chiến giữa B và D, <laughs> B và C. Có ai chọn C ya? không? Thầy giải thích cho. Các em nghe vào đây. Nếu mà người ta hỏi xét trên toàn bộ từ trên R ấy thì một cái này là một âm 3 là một cái nhá đúng đấy cái này một cái này cái này là hai này cái này là ba này nếu mà đây, nhưng mà đây là em đang xét trên toàn tập R thì là ba nhưng nhờ bạn bảo thưa thầy khi mình đang tính từ trừ ba đến một em vẫn đếm ra ba cái em vẫn tưởng là tính cái này thầy chấm vào đây này em vẫn tưởng em tưởng là trừ ba này nó vẫn nằm trong cái đoạn này thế là em vẫn lấy cả ba cái được không câu trả lời nó lại sai khi cắt toàn bộ khi cắt toàn bộ phần đồ thị này đi thì cái này nó trở thành một cái điểm chấm thôi nó làm gì có cái chỗ vòng lên lộn xuống cả lớp biết là đại thì nó phải vòng hẳn thế này đúng không hoặc là tiểu nó phải thế hẳn thế này thì bây giờ nó lại không có cái bên này thì làm sao nó biết được là đại hay tiểu nó xóa bỏ cái này rồi thì nó be thế này rồi thì thì nhiều đứa nó giải thích em tưởng là âm ba nó vẫn nằm trong đoạn âm ba đến một không hiểu kiểu ý là bị sai thật chúng ta không được nhìn theo kiểu giá trị mà chúng ta phải nhìn theo kiểu hình vẽ ta bỏ hết tất cả các phần hình vẽ không liên quan đi tự nhiên cái âm ba này nó trở thành chơi trọi nó lại đứng kiểu này luôn thì lấy đâu ra mà có nữa đúng không? nó chỉ có thế này thôi thì lấy đâu ra mà có nữa? nó có hai thật chính xác là hai. có hiểu không? nghe kỹ nhé, đúng là nó phải nó phải qua đây y phải nó phải đổi dấu hoặc là hàm số nó phải lên xuống qua cái điểm đó. nếu chỉ cắt ra như thế này thì cái chỗ này nó không có đủ lên xuống. đúng chuẩn là đáp án của chúng ta là B. Lưu ý, chỗ này cũng khá nhiều người cũng à không 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 nhiều lắm cũng không nhiều lắm Không nhiều người sai lắm, chắc là tại vì các em học chắc rồi Thầy cứ tưởng là thầy lừa đó các em <laughs> 14 bắt đâu, Thầy tưởng là thầy lừa đó các em cơ chưa? Hóa ra câu này các em học rất là chắc thì Thầy chúc mừng, thế thầy yên tâm rồi Có vẻ tốt <laughs> à, Tiệm cận ngang, câu này đơn giản rồi Tiệm cận ngang cả lớp thấy ngay Ở đây là phân thức bậc tử thấp hơn bậc mẫu thì Cả lớp nhìn ra rồi bậc tử thấp bậc mẫu thì cả lớp sẽ nhìn ra nghe chắc chắn là nhẩm ra luôn là y bằng 0. Cả lớp có ra C không nhỉ? C nhé, C. Giỏi phết đấy. Ừ, C có mà câu này đơn giản mà có gì mới mà, mà giỏi. C nhé, C xong rồi. Bạn nào thích thì tính giới hạn ra, giới hạn của cái này thực ra nó là không đấy. Giới hạn khi x tiến về cộng trừ vô cực ấy. Cộng trừ vô cực cái này đều ra bằng 0 hết. Ừ, xong rồi. 14 là đi qua luôn, rất đơn giản. 15. Nào, cho hàm số y bằng x 2 nhân với x bình cộng 1 có đồ thị là C, mệnh đề nào là đúng? Người ta hỏi C này cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm? C cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm? Giờ cả lớp tập trung để ý vào nào. Những câu này chúng ta sẽ đi qua nhanh nhé. Đó, đi qua nhanh một chút. Nào, các em biết là khi mà cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm thì chúng ta sẽ cho y bằng 0. Y bằng 0 các em nhẩm ra luôn, chắc chắn có một nghiệm là x bằng 2 ở đây rồi. Còn x bình cộng 1 là thế nào nhỉ? X bình cộng 1 là dương quá rồi. Dương quá gặp cô cô cho đi theo cô cô luôn. Như vậy chắc chắn chúng ta thấy ngay nó chỉ cắt trục hoành tại có một điểm duy nhất thôi. Đáp án cần chọn của chúng ta là B, rất là nhanh. Đó, x bình cộng 1 các em bỏ luôn. Thì dương quá gặp cô cô là đi thôi đi. Đi luôn rồi. Xong, câu hỏi 15 là xong rồi. 16. Cái lớp bình tĩnh nhá. Câu này chúng ta chuyển sang hàm số trị đối. Với hàm số bậc 3 ax mũ 3 cộng bx bình cộng c cộng d người ta vẽ cho em như ở đây. Hàm số y bằng f trị đối f for x có bao nhiêu điểm cực trị? Ôn lại một chút về trị đối. Trong đề của em cũng khả năng là cũng sẽ có câu này. Chúng ta còn nhớ cái giải chứ? Đó. Hôm trước thầy đã nhắc lại cho các em về f for trị đối rồi, tức là trị đối trong. Còn đây là trị đối ngoài trị đối ngoài Rất là nhanh thôi Số điểm cực trị của cái hàm F trị đối này À trị đối Fx này Thì các em nhớ chúng ta Nó sẽ có Cái công thức đó là nó sẽ được tính bằng M cộng N Trong đó M và N chính là số nghiệm bội lẻ Số nghiệm bội lẻ của các cái phương trình đó là fx bằng 0 và f phẩy x bằng 0. Đúng không? Tổng số nghiệm bội lẻ của hai phương trình fx bằng 0 và F'x bằng 0 nó bằng M cộng N nhé đó, rồi ta có thể ghi lại kiến thức nếu chỗ này bạn nào chưa nhớ đây số điểm cực trị của trị đối F'x đây, bằng M cộng N trong đó chúng ta lần lượt giải hai phương trình sau đó là phương trình F'x bằng 0 và F'x bằng 0 giải phương trình F'x bằng 0 và chúng ta đếm các nghiệm bội lẻ các nghiệm bội lẻ thì bản chất chính là các điểm cực trị. Các điểm cực trị. Ta thấy ngay trên đồ thị có hai điểm cực trị. Đây, một đại một tiểu. Vậy chứng tỏ là m bằng 2. Thầy nhắc lại là nghiệm bội lẻ nhá, không phải là lấy tất cả các nghiệm đâu. Đã vừa dạy lúc lẽ xong điểm cực trị mà đi lấy nghiệm kép và nghiệm bội chẵn là loại đấy. Nên lưu ý chỉ lấy nghiệm bội lẻ. Thế cái này là hai. Và cái thứ hai là chúng ta giải phương trình fx bằng 0 thì phương trình này chính là sự tương giao của đồ thị với trục hoành. Cả lớp thấy loa cắt trục hoành tại một điểm duy nhất. Chứng tỏ. Đây, nghiệm này là nghiệm bụi lẻ. Nên chúng ta có N bằng 1. Tổng của chúng ta thu được là 3. Đáp án C. Đây chốt kiến thức nhá Đó, rất là nhanh thôi. Nhưng mà nhiều bạn chưa học mà không kỹ, chưa chắc trả lời được câu này đâu. Thầy ơi, mình vẽ lại đồ thị được không ạ? Không, không cần vẽ vời gì cả. Theo thầy, làm thế này là đơn giản, ngắn gọn, nhẹ nhàng nhất rồi, nhanh chuẩn nhất rồi. Có cái gì mà cần phải vẽ lại? không cần vẽ lại Không cần vẽ lại gì cả Không cần làm thêm gì cả Làm thế này là quá nhanh và quá nguy hiểm rồi Không cần làm phức tạp hơn Xong nhá Nhớ là những cái câu này điểm thực ra nó cao hơn một tí đấy Nhưng mà thầy cho luôn vào đây Chứ thực ra chưa chắc các câu trong đề của em nó xếp vào câu 16 đâu Có thể là một số câu Có cái tính chất nó khó hơn một chút Nhưng mà thầy cho lên trước luôn Thầy đảo nó hơi giống như kiểu mà kem Kem, kem ngoáy cháo ấy mai nó đảo đề ấy mà đúng không đó tiếp nào cái này có mấy điểm cực trị nhìn ra ngay cả lớp phân tích nhá câu này từng rơi vào thi một lần rồi nhiều đứa là bắt đầu là ôm hết này cả lớp thấy ngay em cứ đếm xem bao nhiêu lần nó vòng lên lộn xuống là xong ôi như vậy chỗ này nó vòng lên một cái nhá đây âm một nhá đây đại rồi đây chỗ một này nó cũng thế nó cũng vòng lên một cái nữa nhá đây đại tiếp như vậy hai đại Thế cái không này có lấy không? Cái không này có lấy không? Rất nhiều đứa bảo thưa thầy Em thưa thầy, em thấy cái chỗ này nó đổi dấu thế đổi dấu này Đổi dấu được không? Cái chỗ, chỗ này âm 1 này nghe có vẻ tính được này, có lấy không? ba hả? Nếu chúng ta trả lời ba một cái là trượt luôn Lưu ý, ai chọn ba cái trượt luôn Trượt luôn Đáp án Do hàm số không xác định tại không Hàm số mà đã bị gián đoạn tại đó rồi Thì điểm đó không được lấy cái âm 1 này chỉ là giới hạn hàm số tại đó mà thôi Chứ không phải là giá trị hàm số tại đó được Kể cả y phẩy có đổi dấu Nhưng do tại đó bị gián đoạn là bỏ luôn Kết quả chỉ có hai thôi Đáp án cần chọn của chúng ta đó là D D Nó phải đảm bảo đủ hai điều kiện Nhiều khi thấy đổi dấu rồi mà chưa chắc đâu Sợ lắm Sợ phết đấy, chưa? Rồi lại chọn A chết rồi đi thi đại học nó cho như thế chọn ai này là trượt rồi về ăn đất rồi câu này nhiều năm có thầy bảo nhá nếu ý mà tại tại nếu mà đề thi mà nó chỉ có mỗi hai sổ tại cái chỗ f phẩy này này nhưng mà nó không bị sổ tất tức là nó sổ ngắn ý nó sổ ngắn ở trên thôi mà ở dưới nó vẫn xác định nó vẫn tính được ấy thì công nhận điểm ý vẫn lấy được nhưng mà nó đã sổ dài tức là nó sổ toẹt rồi ý mà nó đã sổ toẹt thôi coi như mình không lấy cái gì mà cứ sổ dài là về sau không lấy được Mày không nhìn thấy hay vạch à Chưa? Cái gì hay vạch là rất là nguy hiểm Chưa? Đã hay vạch rồi còn thích lấy Sợ thật Hay vạch rồi còn thích lấy Khiếp Hay vạch là dương tính rồi Dương tính là chết rồi Chưa? hai vạch là nguy hiểm rồi Có cái gì hay vạch là rất là sợ nhá. là phải bỏ luôn được chưa? Rất nguy hiểm được chưa? Rồi Phương trình tiệm cận đứng tiệm cận ngang của cái này <laughs> cái này vui rồi nha cái này dễ <laughs> cái này bậc nhất trên bậc nhất mà các em nhầm ra luôn ơ nhưng mà đề thi hơi khôn rồi chỗ em cẩn thận này nó đảo nó đảo lộn tung phèo hết cả lên đây này nó đảo lộn tung phèo cả cả lên đây. bây giờ cả lớp sẽ có nhanh chóng như sau tiệm cận đứng là nghiệm của mẫu cả lớp sẽ có ngay là x bằng hai x bằng hai nhớ đọc cho kỹ hai còn tiệm cận ngang cả lớp sẽ lấy hai hệ số của x chia nhau như vậy là cũng hai à hai rồi nó đảo hết cả đi vui lắm đáp án của mình đây trên youtube các em trả lời đúng không d chính xác d d chốt có ai chọn âm hai không <laughs> có ai lấy hai cái này ra âm một không nhiều khi y nhiều đứa nó nó đảo thứ tự đi đấy vui phết đấy. Quay chừng mấy cái dấu âm sợ phết đấy rồi không sao câu này cứ cẩn thận tí là được không có gì vẫn không có gì ha 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 không có gì 19. Đây là đồ thị hàm số nào? Cái câu nhận dạng đồ thị là cho điểm. Câu này ta học hơi nhiều rồi. Học hơi nhiều câu này rồi. Thi là chắc chắn có câu này đấy. Dẫn bảo từ đầu rồi câu nào thầy nói đó, chắc chắn có hết. Câu này là kiểu gì cũng có. Nào. Thứ nhất. Đây đồ thị bậc mấy? Trong chương trình học của mình đây một đại một tiểu, đây chắc chắn bậc 3 rồi. Ôi rồi đề khôn chưa toàn bậc ba hết <laughs> Mọi khi á, nó còn cho thêm lộ hàng vào đây Bây giờ nó không thích lộ hàng mới sợ Rồi nhánh cuối cùng đi lên Thăng thiên nhá A dương A dương nhá Thôi hai cái này hai cái này thì lượn đi cho nước nó trong Rồi Bây giờ nhìn chỗ này là gì đây 01 đúng không Điểm đi qua là điểm 01 Ôi dồi, đè khôn thế, hai cái này cũng không một, à, không loại trừ được rồi. Ừ, ừ, ừ. Đấy thấy chưa? Không một, không loại trừ được thì mình thay nốt. Ừ. Má ơi, chỗ này nó cho hai mà chỗ này nó cho bao nhiêu nữa nó không nói. <laughs> Tôi đến chịu. Ôi ừ, đè khôn nhỉ. Ôi ừ, chỗ này cho hai và chỗ này bao nhiêu nó lại không nói. Ôi ừ, nó đèo thế. Ôi <laughs> ừ, thế thì bây giờ mình làm thế nào keo nhỉ? Ừ, giời ơi nhiều khi, ơ ừ, có những đồ thị nó cho số nhưng ừ, giờ chỗ này nó lại cho kiểu. Nó lại người khôn ăn nói nửa chừng Để cho người dạy nửa mừng lửa lo <laughs> Nó cho thế này Thế tức là nó định bảo mình làm cái trò gì ấy nhỉ Cái đề này nó định bảo gì mình nhỉ Cha bố <laughs> Thế bây giờ theo các em thì mình phải làm cái trò gì để phân biệt hay cái này Cái bọn này nó lại đẻo thế À ước lượng đúng không? Úi ôi, ôi khôn thế <laughs> Cái bí quyết cuối cùng của chúng ta trong trường này Nó là ước lượng <laughs> đem thước kẻ ra đây để mình đo Nhiều khi đi thi nhá Cái đơn vị đo thầy thấy là nó áng chừng nó đúng phết đấy Không chỉ trong mỗi bài này thôi đâu Nhiều các bài khác Đôi khi nhá Mà không tính ra được nhưng mà đo đo ước lượng Ui nó lại đúng nhá Cái kinh nghiệm này thầy nhận ra một điều là đúng Chứ không phải sai đâu Thước kẻ của mình đây rồi Thước kẻ của mình đây rồi Nó có đấy có nhiều trường hợp thì phát hiện ra cái số liệu người ta không cho nhưng nếu mà đôi khi mà mình đo ấy, mà mình ước lượng thì mình cũng thấy nó nó cũng rất là hay ho được phết đấy đó thì chỗ này nhá theo kinh nghiệm mà áng chừng ra thì cái kiểu quái gì bạn cũng sẽ biết đây chính là trừ ba úi rồi ôi đo đây nè một đơn vị đây nè rồi ôi trừ ba đúng rồi đúng đấy có nhiều trường hợp không cho số đâu thế mà em đo thế nào khéo mà nó đã ra đúng không thể sai được nó đo D <laughs> D chọn D đó tự nhiên mình thấy điểm này là mình ôm vào D có hay không phải sao cả lớp tự viết đường mà nhìn D phải là D D nhưng mà nhỡ nhiều đứa nó không đo ra làm thế nào nhỉ thôi kệ cho nó chết chịu thôi ngoài ra có một cách nữa là cả lớp có thể đạo hàm nhưng mà đạo hàm đạo hàm thì nó đều ra hai nghiệm không hai cái này đạo hàm ui cái c và cái d này đạo hàm mà không loại trừ được ai cả cái c và cái d nó đều ở chỗ là đạo hàm như nhau đạo hàm nó đều ra không hai đạo hàm trong chụp này là bí luôn đúng là đề em thấy đề khôn cho thầy ra đấy thầy ra đề nó phải khác nữa. em đạo hàm cháo tác dụng thấy chưa có những trường hợp có khi là mình cũng phải tỉnh táo mình phải đo thật đấy không phải là may mắn đâu, nó là thật. Cái gì mà may mắn thầy sẽ nói còn có nhiều cái nó là thật. Hay lắm, yeah. <laughs> Tọa độ giao điểm M của hai cái bọn này. À mình cho hai cái này bằng nhau thôi, bài toán lớp 9 này. Cho fx bằng gx rất là nhanh, câu này tặng điểm đấy, thực ra không khó. Câu này em rút gọn một cái em lấy máy tính em bấm phát ra ra. Giải phương trình hoành độ giao điểm cho hai bác bằng nhau. x3 cộng 3x 4 bằng 2x 4. Cả lớp dễ dàng nhận ra trừ 4 chừ 4 như vậy là hai cái số này nó nó xiên chết nhau luôn. Đấy thì nó tạo điều kiện cho mình rất thuận lợi rồi. Các em chuyển vế sang như vậy là x mũ 3 à, cộng x. Ôi trời ơi, x mũ 3 cộng x cả lớp đặt x là chung. x bình cộng 1. Được chưa? Thế là xong. Chắc chắn chỉ có một nghiệm duy nhất x bằng 0. Còn cái anh chàng này, dương quá rồi cái, cái này nó bay theo cô cô rồi được chưa bay theo cô cô mày quá đáp án thay không vào thay vào đâu thì thay thay vào đâu nó dễ thôi nhưng mà không thay vào đây cho nó dễ như vậy chúng ta sẽ có không âm bốn đáp án a à. à a vào bảo này có một cách nữa khi bấm máy tính nhá chỗ này thầy nói luôn cho chỗ này thực ra chỗ này thì ai biết bấm thôi <laughs> nói thêm cho nó vui thôi lớp cho hai cái này bằng nhau vào đề phòng cho câu khó thôi nhớ chưa cho cái này vào, ship xôn một cái là ra không Tự bấm nhé, tự bấm, tự bấm Cho vào máy tính, đây là thầy đề phòng cái câu khó đi Cả lớp ship xôn một cái ấn bằng là ra không nhé Đấy, 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 đấy là cách bấm Chỗ này các em đều biết rồi Thôi thầy nói thêm, nói thêm thế để cho nó hiểu thêm Đáp án A, xong A à. Ừ. hai chục là xong Rất nhanh 21. mốt Hai chục mốt bắt đầu ừ, 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 ừ tập nghiệm S tập nghiệm S của bất phương trình tập nghiệm S của bất phương trình 3 mũ 2x 1 lớn hơn 27 là rồi chỗ này các em nhận ra nghe đây chính là bất phương trình mũ chỗ này đổi về cùng cơ số là xong may quá 27 là đổi luôn về 3 lũy thừa 3 cái này nhanh thôi bất phương trình người ta không hỏi khó đâu yên tâm cái này nó tặng điểm đó. 3 mũ 3 hay 7 Xong nha, như vậy là 2x 1 lớn 3 Các em chuyển vế sang là x lớn hơn là 2 Đáp án của mình là 2 dương vô cực 2 dương vô cực Các lớp có ra đây không? Câu này thấy đi qua nhanh nhé, câu này đơn giản vì cho điểm Bất phương trình mũ, câu này không hỏi khó đâu yên tâm <laughs> Làm bình thường là ra rất nhanh 22 giá trị lớn nhất của hàm số y bằng x mũ 3 trên 3 cộng x mũ 2 trên 2 trừ 2x trừ 1 trên đoạn 0 2 là. Rồi, câu này thì lấy máy tính bấm. <laughs> thầy cho phép câu này dùng table là xin mời. Kiểu gì chẳng có một câu này. Rồi table. Các bấm nhanh giúp thầy với câu này thì thầy chờ các em. Câu này thầy chờ các em bấm máy tính. đoạn 0,2 là tương đối dễ. Đoạn này nó nhỏ thôi. Cả lớp chỉ cần cho vào máy tính cho start 0 n2 Step cả lớp chỉ cần lấy 0.1 thôi là đủ rồi Step 0.1 Ơ ờ nhưng mà cũng phải cẩn thận nhé, các đáp số nó có lệch nhau quá không nhỉ? À các đáp số nghe có vẻ là cũng không sát nhau lắm đâu Các đáp số nghe có vẻ lệch nhau, thầy chỉ cần step 0.1 là đủ rồi Còn bạn nào mà có máy 580, em có thể cho hẳn step nhỏ hơn nữa cũng được Em có thể lấy 2 trừ 0 chia 44, đây là nhỏ nhất Nhưng trong trường này thì nhận ra rằng các đáp số là cũng không đến mức Nói nói chung là cũng phân biệt được, nên các em có thể ra được đáp án luôn Là đáp án B âm 1 phần 3 Âm 1 phần 3 nó lệch rất là nhiều so với những người kia Nên chắc là cũng không không đến mức độ là phải cho đến hẳn chia 44 Nên là kinh nghiệm thôi Tùy câu mà Bạn nào thích thì chúng ta có thể đạo hàm bình thường Thầy giải lại cho các em cho nó chắc nhé Xác nhận lại Thứ nhất, hàm số này là đảm bảo liên tục trên đoạn 02. Chúng ta lấy đạo hàm. 3 đạo hàm như vậy 33 là mất x bình cộng với x trừ 2 bằng 0. Các em bấm ra hai nghiệm, một nghiệm là 1, một nghiệm là âm 2. Tất nhiên là âm 2 thì các em bỏ đi rồi vì nó không thuộc trong đoạn này. Cả lớp thay số tại ba số đó là 0, 1, 2. Thay 0 vào đây, thay 0 vào đây thì chúng ta được âm 1. Các em thay 1 vào, các em sẽ được âm 13 phần 6 và cuối cùng các em thay 2 vào. Các em được âm 1 phần 3, chỗ này các em nhớ tự làm, không khó đâu. So sánh hai số này các em thấy ngay Rõ ràng là âm 1 phần 3 là lớn hơn Thầy chốt B cho các em Như vậy là các em bấm đúng rồi đấy Các em bấm ra là nó sẽ ra là Trừ 0.333333 Rất nhiều 33 và rùa rùa Đúng chưa Câu này vào phòng thi thì nếu mà như không có gì khó khăn quá Thì cứ bấm máy tính bình thường cho phép <laughs> Tại vì người ta đều biết làm hết mà Đúng không 23 bắt đầu 23 Bắt đầu luôn cả lớp Cả lớp để ý kỹ đề nhé Đây là đồ thị đạo hàm Đây là đồ thị đạo hàm Số điểm cực trị của hàm số Fx ban đầu là bao nhiêu Đây đồ thị đạo hàm nhé Phải đồ thị hàm số bình thường đâu Rồi Thế đồ thị đạo hàm thì chúng ta có một cái nguyên tắc đó là Chúng ta tìm các cái nghiệm của phương trình F phải bằng 0 thì trong trường này chúng ta sẽ đếm số điểm giao cắt của đồ thị đạo hàm với trục hoành ở đây ta đếm nó có mấy nhỉ một điểm duy nhất thôi đây. Đây f phẩy mà f phẩy cắt trục hoành tại một điểm duy nhất đây. chứng tỏ là f phẩy có một nghiệm ở đây nghiệm này chúng ta nhận ra là nghiệm bụi lẻ vì chỗ này nó không tiếp xúc mà đây là nghiệm bụi lẻ nên đảm bảo đây sẽ là điểm cực trị của hàm số chuẩn không Các lớp nhanh chóng chọn được đáp án đó là đáp án B đó là một một điểm cực trị Thầy nhắc lại F' phẩy cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm? Một điểm duy nhất đúng không? Điểm này chắc chắn nghiệm bội lẻ Vì sao? Vì không thấy nó tiếp xúc Tiếp xúc thì nó mới là nghiệm bội nghiệm kép Ở đây chắc chắn là nó, nó cắt bình thường mà Đây gọi là cắt bình thường Đấy lên cả lớp chốt cho thầy B Nghe kỹ đồ thị gì nhá. <laughs> Đi thi chọn hai là thôi rồi Chết rồi Chọn hai là điêu đấy, coi trường chọn hai là thôi là điêu luôn là về đấy, được chưa? 23 là xong rồi này. 24 bắt đầu Cái lớp đọc đề bắt đầu Nào 24 <laughs> Bài toán hỏi cái nào sai Rồi alo 1234 Rồi, rồi alo 1234. Cả lớp chọn cho thầy đáp án nào cho chậm nào nào Vậy để sai Sai nhá Cả lớp ta đọc kỹ từng câu một cho thầy Ở đây bảng biến thiên đây rồi Nghịch biến âm 1 0 Âm 1 xuống Đúng rồi, một dương vô cùng xuống Cái này đúng rồi, đừng khoanh giá trị nhỏ nhất trên tập R đây toàn bộ R đây nhỏ nhất âm 1 có thật là âm 1 không điêu đúng không điêu có âm vô cùng thì làm gì có min được nếu là một bài toán mà có dương hoặc âm vô cùng rồi thì không thể có mắc min ở đây không có min đâu không có min âm 1 chỉ là giá trị cực tiểu thôi giá trị cực tiểu Vậy đáp số của chúng ta đúng là chúng ta sẽ chọn cho thấy đáp án B thật B là sai Giá trị lớn nhất thì đúng là bằng 0 Tại vì cũng không có ai cao hơn không đâu Lớn nhất thì đúng là không thật Đồ thị này không có đường tiệm cận Đúng là cái này không có đường tiệm cận thật ừ. Không có tiệm cận Đó, câu này cho ra chốt B là rất nhanh Có ai? Thầy ơi, thầy ơi Ủa, ý A kìa thầy A làm sao? A, âm 1 đến 0 Nghịch biến, đúng rồi Và một dương vô cùng chẳng nghịch biến Ở ừ cái... Ừ cái câu A này đúng nhưng người ta hỏi câu sai mà con Nghe, 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 nghe. Được chưa? Âm 1 đến 0 Ơ oh, Quên sorry Ừ cái đề này có vấn đề nhỉ? À đây chỗ này thầy xin lỗi là cái dấu chỗ này là nó bị À oh, so À đây là cái số Ồ rồi cái bài này có như cái, 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 chỗ này đề bài a à, trong lúc bối rối sơ xuất xin phép được lượng thứ Chỗ này con con đổi lại cho thầy chỗ này là cộng nha Được chưa? Để cho nó đúng theo cái chiều mũi tên chỗ này Hi 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 xong rồi Cảm ơn, đúng rồi, con nhận ra tốt rồi đấy ừ. Không sao, con nhận ra rồi tốt rồi. Thầy điền cái dấu nó bị bị sai tí Được chưa Cái chỗ ý nó hơi 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 bị điên tí Không sao, không sao Chuẩn, chuẩn, chuẩn mọi thứ Vẫn như là chưa có chuyện gì xảy ra nhá Rồi, ok, xong Ok, xong 25 Mình cho số Dồi Ôi, mình cứ tưởng cái bảng Tưởng là nó bị điên chỗ nào Hóa ra không, chú ý thầy thử tí thôi <laughs> Thế mà vẫn nhận ra cả Ôi giỏi nhỉ Đấy, thầy phải khen cái bạn gì lúc nãy nhận ra này Ui, giỏi thế nhỉ Thế mà vẫn vẫn đọc được đáp án à Hay đấy, được chưa Được chưa, giỏi phết nhỉ vẫn chọn ra cái đấy Được chưa, rồi ok, giỏi phết đấy ừ. Tiếp nhá, câu nào sai Nghe kỹ này À, thầy thêm vạch nữa vào đây nhé. Nó đang có một vạch, thầy thêm vạch nữa vào cho thành hai vạch cho nó nguy hiểm. <laughs> cho nó hai vạch cho thành nguy hiểm nhé. Rồi. Hàm số có đúng 3 điểm cực trị. Cả lớp thầy đúng 3 chưa? 1, 2, 3. lộn xuống, vèo lên, lộn xuống. Đúng rồi, cái này đúng, nhưng đừng khoanh. Đúng là 3 thật đấy cả lớp. 3, vèo lên, lộn xuống 3 lần. Điểm cực tiểu âm 1. Điểm cực tiểu âm 1. Ờ, nghe cũng đúng đấy. Có đúng không? Được chứ nhỉ? Cực tiểu âm 1 lớn nhất bằng 0, lớn nhất bằng 0. Ui cái câu sai chính là cái câu C này. Lớn nhất bằng 0 đó lừa. Ở đây lại dương vô cực. Dương cực như thế này thì làm gì có mắc được Và lớn nhất bằng 0 câu để lừa thật đúng rồi. C. C. Không có lớn nhất, chỉ có nhỏ nhất âm 3 thôi. Không có giá trị hàm số không có hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên R được chưa? Không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên R. Từ từ xem nào. Sao câu này nghe nó ngang trái thế nào ấy nhỉ? Từ từ. Hàm số không có giá trị lớn nhất thì công nhận rồi. Câu này à, thầy có ý kiến. Có khi cả lớp bỏ cái từ giá trị nhỏ nhất này đi này. Bỏ cái từ này đi là xong. Hàm số này không có giá trị lớn nhất trên R. Thì câu này vẫn sẽ là câu đúng. Chỗ này mình thừa cái từ này được chưa? Cái gì? Thế thì ơ, ơ bài này chọn câu sai câu đúng nhở? Sao đọc đi đọc lại mình vẫn thấy nó nghe nó cứ ngang ngang thế nào ấy nhở? E tăng có đúng 3 điểm cực trị. Cái này đúng rồi. Đạt cực tiểu tại âm 1. Ơ ừ, vẫn đúng. Rõ ràng C là sai. Hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. Được. Nhưng mà vẫn có giá trị nhỏ nhất. Chỉ không có giá trị lớn nhất thôi. Không, con này vẫn chọn C. Cái lớp bỏ cái từ nhỏ nhất đi. Xong bỏ cái đường nhỏ nhất đi là xong thì tự nhiên đó là câu đúng thế <laughs> là xong thôi câu này chắc là trong lúc là copy pẹt xuống là chỗ này là nó nó bị pẹt luôn cả cái nhỏ nhất này xuống đấy khổ thế đấy khổ vất vả thế đấy trong đấy cùng một lúc phải làm nhiều đề quá đó chóng mặt đó, nó, gọi là thỉnh thoảng mắt mũi lên nhầm tí cả lớp thông cảm trong lúc bối rối sơ suất xin phép lực lượng thứ được chưa đó tiếp bây giờ sang hình <laughs> Rồi, hình xem nào Hình, bắt đầu Nào, xem cái quả gì đây Ôi quả 12 mặt đều Quả khối 12 mặt đều bao nhiêu đỉnh Có lớp nhớ không? Thôi chuẩn bị lại mở sách giáo khoa <laughs> lại mở sách giáo khoa này không biết là nếu mà các em thi on thì chắc là thầy nghĩ còn các em còn lật mở dở ngó các thứ được chứ nếu mà Ơ học sinh còn một số chỗ thầy nó vẫn thi họp bình thường đấy học thì học on nhưng mà nó vẫn phải đến trường nó thi đấy nó vẫn thi họp đấy lớp 12 hình như chỗ chỗ thầy một số một số sở ở chỗ thầy hà nội người ta hình như người ta không cho thi on đâu lớp 10, lớp 11 nó on 12 nó vẫn thi họp thôi thầy sợ các em các em có lật lật mở mở được các thứ ra không <laughs> hay là trợ giúp phao cứu trợ các bạn trợ giúp cho thi on hay thi họp chả biết một số bạn thì nó sẽ lưu một số các cái thông số này vào trong máy tính nhưng mà thầy sợ các em reset lại máy một cái là các em mất hết đó cũng chưa phải là giải pháp an toàn nhất đâu. Lưu vào cũng được nhưng mà chỉ lưu vào tối trước hôm thi thôi. Còn kem lưu sớm trước, mai kem lại reset lại máy, kem mất hết. <laughs> thôi thầy bé cho nhớ chỗ này nhá. Thôi tôi tôi dạy kinh nghiệm cho mà nhớ. Chỗ này lưu cũng được nhưng mà mai mà reset lại máy, ui rồi ôi, reset lại máy thì 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 nó lại bằng không, lại mất công lưu lại thôi. Kem cứ nhớ là 12 mặt thì chắc chắn là 20 đỉnh không thể sai được. 12 mặt chắc chắn cứ thế nhớ là 20 đỉnh. Cứ thế mà tính đây. D. D. Trong 5 cái khối đa diện đều ấy, ba cái khối đầu là cho điểm rồi, ba khối đầu đó là tứ diện đều, lập phương, bát diện đều. Cả lớp hoàn toàn có thể tưởng tượng hình vẽ trong đầu vì ba cái hình đó rất là dễ nhìn đỉnh cạnh mặt đờ cờ mờ, thích nhìn gì thì nhìn để cạnh mặt rất là dễ nhìn vẽ ra cái là thấy nhưng mà khối 12 mặt đều và 20 mặt đều thì thầy thì thầy tưởng tượng ra trong đầu thôi nhưng mà thầy cũng không biết miêu tả vẽ ra nó 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 nhiều mặt quá nó mệt thế thầy quyết định là hai cái khối cuối cùng thì cả lớp sẽ nhớ cho thầy theo uh, kinh nghiệm này luôn là hai cái bọn này là nó 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 nó, nó chơi cháo đổi cho nhau cả lớp có hiểu thế nào nó cháo đổi không đây cháo nó chơi cháo đổi cho nhau cái này 12 cái này 20 rồi mai kia cái này 20 mươi em về mở lại bảng ra mà xem em sẽ nhận ra một điều bất ngờ mà một khi em trả nhận ra đây 12 hai rồi hay lắm nó cháo cho nhau vui lắm vui lắm nó vui mà hai cái này nhá cả hai cái này nhá cả hai cái này nó đều 30 cạnh hết <laughs> hay lắm cái nó xem có phải không thầy thấy á kem chịu khó nghe thầy nói hôm trước một tí hôm sau thi là trúng luôn còn bạn nào còn rảnh thời gian thì lưu các thông số này vào máy tính Chắc là uh, một số bạn mà nó thông minh một tí thì chắc là nó cũng biết lưu rồi <laughs> Chúng ta có 5 cái phím trong máy tính chẳng hạn Ta sử dụng 5 biến A, B, C, D, E trong máy tính <laughs> Xong rồi bắt đầu lưu Lưu theo cú pháp Có nhiều cách cú pháp lưu hay lắm Cú pháp P, Q À đâu P, Q, A, đờ M chứ <laughs> Cú pháp đầu tiên số thứ tự dấu cách DKM rồi cuối cùng là uh, bộ chỉ số PQ. Bạn nào mà không nhớ được cái bộ chỉ số PQ của nó thì cũng có thể viết luôn vào cuối. Như vậy chẳng hạn với cái 12 mặt đều này em sẽ lưu vào 1 2 3 4 nó nằm trong khối thứ tư. Cả lớp lưu vào khối thứ tư tại vì trong năm khối thì cái này xếp vào khối thứ tư mà. Cả lớp lưu một rẽ các ký hiệu mà thầy cô không thể hiểu được. Cái này thì thầy cũng nghe rồi. Nhiều bạn cũng biết cách lưu và nhiều thầy cô cũng chỉ cho các em bí quyết kinh nghiệm này rồi. Cũng được. Số thứ tự. Nếu cả lớp không nhớ được cái thứ tư. Cái này nhớ rồi thì thôi. Bỏ qua. Đây là số thứ tư rồi. Đờ cờ mờ. Đờ. 20. 20. 12. thấy chưa? 20. 20 đờ. 20 đỉnh này. 12 mặt này. Cạnh này. 30. mươi được chưa? Và cuối cùng là bộ chỉ số PQ, bộ chỉ số PQ của cái này là 53. Rồi. Ship Sở tô. <laughs> Ship sở tô D. Thế là lưu xong biến D, các cái khác mở sách giáo khoa ra điền tương tự. Viết thế này dễ nhớ, M, PQ dễ nhớ. Cái PQ là cái cái cái, cái bộ đặc trưng cho nó ấy, 53 hay là 35 ấy, 34 hay 43, ai không nhớ được thì chắc là dùng cách này đi cũng tạm chấp nhận được nhưng mà thầy nói thật là thầy thì thầy không cần đây bạn nào thích lưu thì thầy mở lại cho nhưng mà đừng reset lại máy reset lại máy nó lại mất hết mỗi lần làm xong á em chỉ on lại thôi em đừng reset lại máy em reset lại máy mai em lại mất công lưu lại thôi là toang đấy rồi tương tự như vậy cả lớp về tự lưu a cho tứ diện đều b lập phương c bát diện đều d 12 mặt đều và e 20 mặt đều lưu thêm một bộ số như thế này rồi cứ cắt đôi chữ này ra ui rồi ơi ừ. lưu thế này thực ra cũng là hơi khôn ấy. hơi khôn thật nhưng cũng chả ai đi điều tra theo dõi cái thầy cô nào đi mở toang máy tính của mình ra để để mà chỉnh nhé này con <laughs> thì cũng công nhận thầy thì thấy chả cần thầy chỉ cần các em nhớ được cái này thầy chỉ cần các em nhớ cái này thôi ba cái này ai cũng dễ nhớ còn ai thích lưu thì lưu đấy là bạn nào mà đầu óc mà nó 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 không thể nhớ được ấy thì chơi trò này nào cả lớp hiểu kinh nghiệm chưa các tự ghi vào nhé đây là một trong những cách thầy nghĩ là cũng được các lớp có thể về tự tự mình làm điều này nhé không khó đâu lưu hẳn một dãy số như thế này xong nhìn tách đôi nó ra tách nó ra nhìn ra hết Con hiểu không được chưa thầy thì thầy không khuyến khích lắm đây là ai thích thì thầy bày cho cái này nhiều bạn cũng biết rồi Hay bảy đây, khối 20 mặt đều thì xếp vào loại nào? 20 mặt đều là khối cuối cùng. Đó là khối E này, khối thứ 5. 20 mặt đều là khối cuối cùng. Khối này cả lớp sẽ có cái bộ chỉ số của chúng ta chắc chắn là 35. Bộ này là 35. Trời. Ơi. Một bộ là 53 thì bộ còn lại là 35 nó còn cái gì nữa? Đáp án của chúng ta đó là C. Xong nhá. Tại vì cái khối cuối cùng ấy các mặt của nó nó là tam giác nên nó sẽ phải là 35. Còn lúc nãy cái khối 12 mặt đều các mặt của nó là ngũ giác, lúc đó nó mới là 53. <laughs> Thực ra chịu khó để một tí thì nó nó cũng dễ nhớ mà, chả khó lắm đâu. Ai thích lưu là thì về có thể tự lưu cho mình. Mở sách giáo khoa hình ra rồi ghi theo một cái cú pháp nào đó nhé để thống nhất. Thế ví dụ như thế. C rồi, cái này là 35 không không thoát được. Rất đơn giản. 28. Khối hộp chữ nhật biết AB bằng 3, AD bằng 4, số AC phẩy bằng 13. Cái này ra bao nhiêu đấy? Thể tích của khối này bao nhiêu? Cả lớp thân mến, khối hộp chữ nhật thì cả lớp sẽ phải tính kiểu gì để chúng ta có đầy đủ là dài rộng cao cả lớp nhân vào. Đây có phải là dài rộng cao không? Thật không? Đây phải dài rộng cao không? không đề nó lừa đấy tức là thầy lừa ấy ở đây chúng ta sẽ thấy là chúng ta có dài có rộng thôi có rộng có dài nhưng mà ac phẩy này đây không phải là chiều cao đây là đường chéo ac phẩy đường chéo đường chéo của lập phương mà đường chéo thì <laughs> các em tính thế nào người ta cho đường chéo của lập phương à đâu đường chéo của hình hộp chữ nhật quên sorry thì cả lớp sẽ phải tính ra nốt cái chiều cao đã thế thì kem ghi lại cho thấy công thức tính đường chéo theo như đường chéo của hình hộp đường chéo hộp thì bằng căn bậc hai của a bình cộng b bình cộng c bình cả lớp nhớ nhé trong hình hộp thì luôn luôn đây có cái tính chất này hình hộp chữ nhật ấy nó sẽ là căn bậc 2 của a bình cộng b bình cộng c bình để đường chéo ac phải là đường chéo mà cả lớp vẽ hình ra sẽ thấy nhé đấy các áp dụng như thế là ra hết rồi thế từ đây cả lớp sẽ tính được cái đường cao là a phẩy Pythagore thôi, em tính từ từ hoặc là tính nhanh luôn giống thầy được Em có thể dùng công thức này thì em sẽ Pythagore một lần thôi Còn nếu em áp dụng từ từ thì em sẽ có là hai lần Có thể áp dụng nhanh giống thầy luôn nhé, cho nó nhanh Chiều cao ta gọi là C Như vậy thì chúng ta sẽ có căn bậc 2 của 13 bình Trừ đi 3 bình trừ 4 bình Cả lớp bấm nhanh một cái, một phép tính duy nhất là ra Bấm hộ thầy xem nó có ra đúng không? Không lại nhầm Mày tính đâu nhà đợi thầy tí thì... Ai mà vẽ hình ra thì chúng ta sẽ dùng Pythagore hai lần Còn nếu mà dùng công thức giải nhanh thế này một phát là nó ra luôn 13 bình trừ 3 bình Đúng nhà? cả lớp bấm giúp thầy với Trừ 4 bình Đấy, ra 12 rồi được chưa? Chỗ này cả lớp sẽ tính ra là 144, và chúng ta sẽ có chỗ này là 12. Cả lớp ghi ở vở cho nhanh. Còn nếu kem vẽ hình ra thì chúng ta sẽ áp dụng Pythagore lần lượt. Đầu tiên, chúng ta sẽ tính được đường chéo, đường chéo hình chữ nhật. Đường chéo hình chữ nhật của chúng ta thì sẽ là 3, đây là 5. Sau đó, AC' phẩy lại nằm trong mặt chéo, nằm trong mặt chéo của đường chéo, à đường chéo của mặt chéo. Như vậy chúng ta sẽ dễ dàng dùng Pythagore tiếp tận lấy căn bậc 2 13 bình trừ đi 5 bình ra 12. Được chưa? Tốt nhất là nhớ luôn bằng công thức này là nhanh nhất, đỡ phải vẽ hình nhiều. Từ đây cả lớp có dài nhân rộng nhân cao, cả lớp lấy 4 nhân 3 nhân 12, cả lớp sẽ có 144 a lập phương. Ở à đây này có hình vẽ. Quên mất lúc nãy có hình vẽ mình không dùng. Đến khổ. Đây này, đây này có hình vẽ mình không dùng thế mới khổ lúc nãy nhá lúc nãy quên đây ab đoàn ba nhá cái này ba cái này bốn thì có phải nhẩm ra đường chéo này là 5 sau đó họ lại cho tiếp là ac phẩy họ cho cái này rồi thì có phải để chúng ta xét cái hình này không sổ ấy nhìn nó ra từ lâu rồi. đấy cho cái này năm thế thì đây cái này là 13 đấy cả lớp nhầm kiểu gì nó ra tên là cho thầy tưởng tượng luôn <laughs> cho nó nhanh không cần, vẽ Cả lớp chọn giúp thầy đáp án D nhé Mọi người hiểu chưa? Làm thế cho nó nhanh Vẽ hình cũng được Rồi 144 D chính xác Có ai thắc mắc gì không? Thầy cấm nhân luôn và nhớ rất nhiều đứa đi thi nhân luôn vào Thưa thầy em lấy 4 x 3 x 13 rồi thôi chết rồi Đọc đề là nghe như thế là là toang rồi là, là vĩnh biệt cụ đấy 29 Diện tích xung quanh của hình trụ Câu này là cho điểm này. Câu này là cho điểm. Quay trở lại với diện tích xung quanh. Diện tích xung quanh của hình trụ có đường cao h, bán kính đáy là r, chúng ta có ngay đó là 2 RH. Đáp án của chúng ta đó là đáp án B. 2 RH. Câu này là lý thuyết thôi. Một số công thức về nón trụ cầu để cả lớp cố mà thuộc hoặc là chép ra cái tờ giấy nhỏ nhỏ nào đó nhét vào nó sau máy tính. Nếu mà thầy cô của em không để ý thì em mở ra nhưng mà thôi, coi chừng nhá, cố quá là quá cố đấy. Nhét ở đâu thì nhét. Ba uh, chục. Hình chóp nào sau đây không có mặt cầu ngoại tiếp? Đọc kỹ đề nhá. Không có mặt cầu ngoại tiếp. không có mặt cầu ngoại tiếp bắt đầu có hiểu câu này không không có mặt cầu ngoại tiếp thì chóp nào thì có mặt cầu ngoại tiếp bây giờ cái nào không có chóp nào không có mặt cầu ngoại tiếp bắt đầu các em biết rồi uh, nếu muốn có mặt cầu ngoại tiếp ấy, đúng không chóp nào không có mặt cầu ngoại tiếp nhỉ cả lớp biết là muốn có một cầu ngoại tiếp ấy, thì cái đáy của nó đáy của nó phải là một đa giác đáy phải là một đa giác mà nội tiếp được trong một đường đường tròn nào hình chóp có đáy tam giác câu cái này vẫn cái này đúng tại vì uh, tam giác gì cũng được tam giác uh, uh, nhọn hay là vuông hay là tù thì các em đều có đường tròn ngoại tiếp hết thế nên là cái A này là có nói tóm lại là tất cả các tứ diện các tứ diện đều có mặt cầu ngoại tiếp. Chóp có đáy hình bình hành với hai đường chéo không bằng nhau thì hình bình hành của em hai đường chéo không bằng nhau một dài một ngắn đấy hình bình hành chính là một hình tổng quát là hình không thể nội tiếp trong một đường tròn hình bình hành em vẽ ra em biết ngay là nó không nội tiếp được rồi nội kiểu gì <laughs> nội kiểu gì được đúng rồi đáp án chuẩn của chúng ta đó là đáp án b Câu này các em cẩn thận, lý thuyết rất có thể là sẽ hỏi đấy. Câu này rất vui. B. Do hình bình hành của em không thể nào nội tiếp được nên chuyện này không thể. Còn hình chữ nhật hình vuông thì có. Hình chữ nhật hình vuông chắc chắn được. Nó nội tiếp được. Còn hình này không nội tiếp được là chịu. Cái này không nội tiếp được. Chính xác. Có lớp nhớ chưa nhỉ? Đó, ok rồi. Đấy là 30. Các lớp đọc kỹ đề nhá, chính xác đấy. 31 chúng ta quay trở lại sang đại số tiếp theo nào vừa đi qua một số câu hình rồi có hiểu không cái chỗ này câu này thầy thấy nó rất dễ hiểu rồi đấy người ta dạy là chỉ cần nhìn vào cái đáy chóp thôi là biết ngay đáy chóp nội tiếp được trong đường tròn thì nó sẽ có cả một cái mặt cầu bao phủ lấy cái khối chóp đó thôi mà có gì khó đâu <laughs> chưa học đến mặt cầu ngoại tiếp à <laughs> học đi không ngờ. cái phần mặt cầu ngoại tiếp này không dễ đâu ạ à. nhiều khi lằng nhằng phết đấy không khó đâu À, không không dễ đâu, thầy nói thật Nào Câu này có nhầm được luôn không? Câu này có bao nhiêu đường tiệm cận? Câu, câu này bạn nào nhầm luôn hộ thầy với? Câu này nhầm luôn đấy Nhầm Câu này nhầm là ra bao nhiêu nhỉ? Nhầm là ra mấy nhỉ? Nhầm ra rất nhanh Thứ nhất Câu này có khi bởi máy tính cũng được đấy nhỉ? Bởi máy tính cũng ra hết Thứ nhất nào Đầu tiên, ta sẽ tính giới hạn của hàm số này khi x tiến về cộng trừ vô cực. Cả lớp sẽ thấy là chúng ta có hai kết quả, đó là cộng trừ 1. Cả lớp sẽ bấm máy tính cũng được, thầy cho phép. Cả lớp sẽ cho cái này vào máy tính cũng được. Ok hết, tại vì tiệm cận cả lớp nhầm được hết mà. Bấm máy tính được. Các em sẽ can lần lượt cho x bằng 10 mũ 9 và một cái x bằng trừ 10 mũ 9. Một cái đại diện cho dương vô cực, một cái đại diện cho âm vô cực thì một lần máy tính sẽ hiện ra kết quả là một một cái là âm 1. Cả lớp tự bấm nhá, chỗ này là lớp 11 rồi rất là quen rồi. Vậy cả lớp có hai tiệm cận ngang là y bằng cộng trừ 1. Tiếp theo, cả lớp sẽ nhìn vào mẫu. Cả lớp nhìn vào mẫu, chúng ta giải mẫu bằng 0. x bình trừ 4x cộng 3 bằng 0. Các em có hai nghiệm đó là x bằng 1, x bằng 3. Bây giờ cho thầy biết chúng ta có mấy tiệm cận đứng, các em lấy lấy cái nào? Lấy cả hai hay là lấy một? cả lớp lấy mấy cái chỗ này quan trọng này thầy xin nhắc lại chỗ này đang là chỗ quan trọng nhất của bài toán nào bây giờ lấy cái nào rất nhiều bạn đi thi bảo thưa thầy em trả lời thế này có được không em thấy mẫu có hai nghiệm là 1 và 3 tử số có nghiệm là một à thế này em thấy là tử và mẫu là nó bị trùng mất một nghiệm thế là em 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 có bạn nào loại bỏ x bằng một không có ai loại không có x bằng ba chắc chắn là đúng rồi y bằng 3 thì chắc chắn là ok không cần phải thử cũng biết nhưng bây giờ một có lấy không nhỉ một có lấy không câu trả lời là một có lấy không câu hỏi là một có lấy không tiệm cận nó chỉ có khó mỗi chỗ này thôi còn chỗ này thì bấm ra rồi thế một có lấy không có lấy một không nghe kỹ đi <laughs> thôi thử lại bằng máy tính cho chắc nhá sợ lắm câu tiệm cận thầy nói thật là đi thi câu tiệm cận nhiều người sai lắm không phải mỗi em sai đâu không phải mỗi em thấy khó đâu nhiều người sai Bây giờ muốn biết nhá, ba chắc chắn là lấy rồi, ba đừng thử nữa, thử người ta cười vào mặt cho. Bây giờ thử một thôi để cho nó an toàn thì cả lớp tiếp tục để nguyên lại màn hình máy tính bấm chỗ này vào. Bây giờ cả lớp sẽ can cho gì? Can cho 1,001 uh, tức là can cho 1 cộng với 10 mũ 9. Đây là một số rất sát 1 đấy, chính là 1,000001 đấy. Được chưa? Thì mình, chúng ta sẽ can cho 1 cộng 10 mũ trừ 9 Cả lớp ghi lại vào vở đi Nếu nó ra vô cực Thì là đúng <laughs> Nó ra vô cực là đúng Không cả lớp cứ bấm lại đi Chưa chắc đâu Chắc chưa? Chắc rồi ấy gì? Nhưng mà trong trường này em thấy nó có ra vô cực không? Nó không ra vô cực đúng không? Nó không ra vô cực Rồi, thì chứng tỏ là loại thật thế thôi <laughs> loại rồi thì thôi <laughs> thôi đấy là mình muốn làm cho nó chắc ăn cho chắc ăn thì cứ thử lại cho chắc những cái điểm nào nó khác hẳn rồi thì mình không nói nhưng mà thầy cũng chú ý luôn nhá các điểm nào em có cảm giác là trùng em vẫn nên thử lại đây là kinh nghiệm của thầy em đừng vội loại có nhiều bài toán khác có những ngày em thấy trùng nhưng nhỡ có trường hợp ấy nó vẫn thỏa mãn đấy em chưa biết được đâu trong bài này thì công nhận là loại Những bài khác chưa chắc nhé Với kinh nghiệm của thầy, thầy khẳng định luôn Em cứ thử lại cho chắc đi, không mất gì đâu Em cứ thử lại bằng máy tính một lần nữa Lên nhớ là như thế Rồi, như vậy, ở đây Chúng ta uh, Thay uh, Một à, Lúc nãy là cả lớp cho một cộng hay một trừ ấy nhỉ Một cộng hay một trừ Nếu một cộng cả lớp không ra thì cả lớp có thể cho một trừ nhé Phải thử cả hai trường hợp mới là đúng Cả lớp thử cả hai trường hợp. Bài này hình như không có một cộng đâu, cả lớp phải thử một trừ mới đúng tại vì theo tập xác định này. Cả lớp phải thử một trừ chứ một cộng nó không ra. Cả lớp nhớ là đã thử là phải thử cả hai đầy đủ, cả một cộng một trừ. Đó, khi cả lớp thử một trừ em sẽ thấy nó ra khác vô cực. Khi nó ra khác vô cực rồi thì em khẳng định được luôn đó là cái này không phải là đứng, như vậy chỉ có duy nhất một cái là ba thật. Chúng ta chốt cho thầy đáp án vẫn là nhưng mà tổng vẫn là 3 nhé. Tổng vẫn là 3. Nhớ nhá, một cộng mà thấy mà nó uh, vẫn chưa đảm bảo chắc đâu. Phải thử nốt cả đã thử là phải thử đầy đủ cả hai. Cả một trừ nữa. Nhớ chưa? Nó mà ra khác vô cực thì chứng tỏ là cái đó là loại rồi. Tại vì theo lý thuyết là phải ra vô cực cơ. Xong câu này nhá. các lớp bấm lại cho nó chắc đi. Ok rồi. 32. Được chưa? 32. Thầy nhắc lại nhé, một lần nữa thầy khẳng định lại cho em này. Kể cả các điểm nào em cảm giác là trùng rồi, em vẫn không nên loại luôn vì có nhiều các trường hợp là nó trùng nhưng mà nó lại không trùng hết. Có những trường hợp nhá, biết đâu trên tử số nó lại có những mấy cái mấy cái số 1. Trừ khi trên tử dưới mẫu nó có cùng một nghiệm một ấy thì không sao nhỡ có những bài trên tử số hoặc dưới mẫu nó lại có nhiều nghiệm một thì điều đó đảm bảo là không chắc chắn có nhiều trường hợp em rút gọn bỏ một con một biết đâu là vẫn còn con một khác nữa thầy cứ giả vờ như thế có có hiểu ý của thầy không thật mà có nhiều trường hợp nó rút không phải lúc nào nó rút hết đâu có trường hợp nó rút gọn xong nó vẫn còn thừa thì với kinh nghiệm của thầy tốt nhất thôi chả mất gì cứ can lại cho một cộng hoặc là trừ 10 mũ trừ 9 cho là chắc đấy là kinh nghiệm rồi thầy nhận ra không phải sau đều lừa lắm thật rồi có ngày chết vì nó <laughs> thấy dạng thế nào rồi cứ thế mà nhớ đi Được chưa Tôi đã đi đằng trước rồi tôi đã kinh nghiệm rồi Cứ thế mà nghe theo Được chưa Không chủ qua được đâu Thật mà Tại vì dù sao em cũng vẫn có máy tính một tí để dạy gì Nó chung với tiệm cận ngang có lấy không? Thực ra trùng <laughs> với đứng hay ngang không quan trọng Chúng ta đang tính nghiệm tử nghiệm mẫu chưa ngang với đứng giống nhau hay khác nhau nó có vấn đề gì đâu vẫn lấy bình thường mà được chưa có ai người ta đi so sánh trùng với ngang và đứng đâu rồi đứa nào hỏi buồn cười thế được chưa đúng đúng đứng với ngang kệ đó chứ nó liên quan gì đâu trời ơi ba hai úi rồi câu này này câu này nhiều năm rơi vào thi câu này nhiều năm rơi vào thi thi gì nhiều năm rơi vào bây giờ cả lớp thử phân tích dấu cho thầy cái ông này xem nào đây là phân thức <laughs> hôm trước mình học phân tích bậc 3, bậc 4 thì dễ nhỉ Còn phân tích phân thức này thì chúng ta lần lượt có như sau Hoặc là cả lớp bình tĩnh Vẫn làm được Lớp thân mến, đầu tiên cả lớp sẽ sử dụng cho thầy các tiệm cận là nhanh nhất Tiệm cận đứng là x bằng âm 1 Tiệm cận ngang y bằng 1 Dùng tiệm cận là nhanh nhất Bắt đầu Tiệm cận đứng x bằng âm 1 như vậy nghiệm của mẫu, tiệm cận đứng là nghiệm của mẫu Như vậy chúng ta có trừ D trên C Trừ D trên C bằng âm 1 chứng tỏ là trừ D trên C là âm Trừ D trên C âm bỏ dấu âm đi thì chứng tỏ C nhân D là dương Cả lớp nghe kỹ đi còn loại trừ đáp án Trong cách làm nhé Nghe 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 Trừ D trên C âm thì chứng tỏ bỏ dấu âm đi là D trên C dương Nhưng thầy không hay viết phân số mà viết ngang nó ra Đi thi người ta toàn cho ngang nó ra thế này này Như nhau mà Như vậy C nhân D là dương C nhân D là dương Trong đáp án nó không có cái quả nào là C nhân D Bọn này khôn thế Tiếp Tiệm cận ngang Tiệm cận ngang là Y bằng A trên C A trên C bằng 1 Tức là A trên C cùng dấu A trên C dương này A C cùng dấu A C dương A C dương thì có thể A cũng đúng Đồ thủ chưa biết ai đâu Thôi, Bọn này đều lắm bọn, cái, cái, Người ra đề nó khôn lắm Chưa chắc loại trừ được đâu tiếp Sử dụng xong tiệm cận rồi Cả lớp tiếp tục sử dụng các giao điểm với các trục Chúng ta sử dụng nốt giao điểm với trục tung và trục hoành Cả lớp đánh đậm và hai điểm này là xong Giao với trục nào trước nào Giao với Bây giờ chúng ta cho giao với trục OI trước đi Giao trục OI Các em sẽ cho x bằng 0 Cho x bằng 0 các em có thấy cái điểm này là âm không Âm chưa? Cho x bằng 0 thì chúng ta có y là gì đây? Y âm, y âm nhá. Cho x bằng 0, cho x bằng 0 cả lớp xóa hai cái x này đi, như vậy y của chúng ta bằng b trên d. B trên d âm. B trên d âm chứng tỏ b nhân d là âm. <laughs> b nhân d là âm. Cuối cùng, bạn nào thích thì có cho nốt y bằng 0. Cho y bằng 0 thì lúc này nó sẽ cắt trục hoành tại điểm x bằng đây, đây x này là dương này, cắt trục hoành tại điểm x dương. Cứ lớp dùng nốt điểm này thôi, đây cắt trục hoành tại điểm x dương. Vậy khi cho y bằng 0 thì x của chúng ta bằng trừ b trên a. Trừ b trên a dương thì a nhân b là âm. Hết tuần. Bây giờ cả lớp với các dữ kiện thầy đã phân tích ra cả lớp chắc tìm ra kết quả rồi đấy. Ừ. Cô để bình tĩnh nhé có có hiểu cách phân tích của thầy không nhỉ? Chúng ta sử dụng hai tiệm cận với cả hai cái giao điểm với các trục thôi. giờ ta loại trừ để ra đáp án thì đáp án nào đúng ấy nhỉ? Cái bọn cái, cái 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 người soạn đáp án chỗ này họ cũng khôn lắm. Họ cũng khôn lắm chứ không phải là không đâu. Đây này, AB âm, BD dương thì D này sai này. BC. Ui, bây giờ nhá, muốn ra được dấu của BC và dấu của AD là cả lớp phải tích dấu lại cả lớp phải tích dấu lại mới ra được. Thầy ví dụ, cả lớp tích hai dòng trên và dưới lại, lấy cái trên nhân cái dưới hoặc là lấy cái trên chia cái dưới cũng được. Nếu các em lấy cái trên chia cái dưới thì cc C là mất. Giả định các hệ số này là khác không đi, tại vì nhìn ở đây là khác không hết rồi. Thế thì cc C chia mất như vậy là a nhân d của em là chắc chắn dương. Hai cái này các em chia xuống, B, B là mất ở thì, thì chia xuống thì BB là mất đi AD vẫn dương à Thì nó ra cái này rồi <laughs> Rồi Nếu để người ta hỏi BC cơ Rồi như vậy nhìn vào đây cả lớp biết cái nào đúng chưa Đáp án cần chọn của chúng ta là Đáp án B BC suy ra tương tự thôi Đây này làm tương tự thầy vừa làm ấy. BC em biết là lấy hai cái gì chia cho nhau không? Đây, lấy hai cái rưỡi này. Đâu cái nào nhỉ? BC. Đấy, lấy cái này. Và cái này này. Em lấy hai cái quả này này. Em chia cho nhau một cái thì AA là mất. Lấy hai quả này. Có hiểu ý của thầy không? Ra mấy cái này rồi nhá, nhưng mà đề nó khôn lắm. Nó mà lại cho luôn bốn cái quả này thì thôi thầy xong thầy đi về rồi nó lại còn hỏi các cái quả là còn quả đan xen với sợ thì người ta sẽ lấy lần lượt các cái quả này người ta chia cho nhau thì nó sẽ làm mất một vài người đi đấy thì em lấy cái quả này em chia cái quả này đi một cái thì nó còn là bc trái dấu clip biết tại sao lại chọn đáp án b chứ con hiểu được không được chưa còn con loại trừ các đáp án khác mà xem con thấy nó sai hết các đáp án khác con thấy sai hết thí dụ nhá bd âm nhá cái a này nó sai từ vòng gửi xe rồi AD Dương nhá, AD Dương cái C này nó sai luôn từ vòng gửi xe rồi. Rồi tiếp tục nhá. BD đây úi rồi BD này để Dương rồi cái D này sai lốt. <laughs> Bình tĩnh ghi lại câu này ở vở đi, nhiều năm vẫn thi câu này đấy. Cứ viết các dữ kiện này ra dưới dạng phép nhân, sau đó các em chỉ cần chia vế thích hỏi cái gì nó hỏi. Nhiều khi nó hỏi đau đầu kinh khủng, nó hỏi nó, nó nói chung là mình không làm đấy là người ra đề nó bảo thế thì mình phải nghe nó, theo nó thôi nhớ thầy dặn là câu này là phải ôn thầy đã phân tích cho kỹ rồi phải làm được không để sai được phân tích mấy cái này không khó được chưa đấy làm được đúng bốn bước là ra ba ba bắt đầu cứ bình tĩnh mà làm ngoài ra một số bạn bảo thưa thầy mình dùng đạo hàm được không đạo hàm cũng được nhưng mà cái bước đạo hàm thầy dùng cuối cùng Các em có thể sử dụng y phẩy dương cũng được tại vì em tính từ trái qua phải hàm số đồng biến hàm số đồng biến thì em có thể có thêm một dữ kiện nữa đó là AD trừ BC dương cũng được cho phép AD trừ BC dương em có thể tự giả định các số cho vào đây đúng không thì em sẽ thấy cái b này cũng rất là hợp lý là AD này phải dương dương trừ đi số âm chỗ này thì ra dương đảm bảo đúng hơn có các trường hợp khác nhưng mà dùng dữ kiện đạo hàm này thì cũng sẽ chỉ loại trừ được một người nào đó thôi chứ cũng chưa chắc đã, đã nhìn được tất đạo hàm này thầy sẽ nhìn cuối cùng Đạo hàm thì em sẽ không nhìn được cái mấy cái kia <laughs> em chỉ lại chơi được một cái thôi <laughs> đạo hàm á thật mà đạo hàm cũng là một cách nhưng mà dùng cuối cùng thì khẳng định là như thế em dùng luôn đầu tiên em cũng chả nhìn được anh, rồi em cũng chỉ nhìn được một người nào đó thôi thật không khác gì nhau được chưa em dùng luôn những cái đạo hàm thường là hay dùng sau cùng kinh nghiệm là như thế rồi không thể khác được con cứ bình tĩnh mà làm Thầy ơi tại sao y bằng 0 thì x bằng trừ b trên a Rồi ơi Thầy chết mất vì mày thôi Cho y bằng 0 thì chả cho tử số bằng 0 còn gì nữa Một phân thức bằng 0 thì cho tử bằng 0 Rồi ơi Như là lớp 8 ấy cha bố mày Sợ quá Như lớp 1 đấy Thế không phải thế ư Chết mất Thế không cho mỗi tử bằng 0 thì thầy có định cho mẫu bằng 0 à Đúng chưa? Trời ơi, chết mất. Nào, ba ba. Tọa độ giao điểm của hai cái này là gì? Cả lớp cho hai cái này bằng nhau. Cho hai cái này bằng nhau cả lớp ship là nhanh nhất nhé. Lúc nãy thầy có nói lúc đầu rồi. Cho hai cái này bằng nhau vào máy tính cả lớp sử dụng ship nó ra nhanh nhất. Cả lớp có thể nhân chéo cũng được nhưng mà uh, tùy nếu mà anh muốn nhanh thì em ship xôn. Ship xôn 1. Ship 1 nhé. Và ship không 0 hoặc là gì đó season 1, season 2. Máy tính nó ra luôn đấy. Câu này nó sẽ trợ giúp rất là nhanh. Các em cho hai cái này bằng nhau. Cả lớp cho hai cái này bằng nhau, cả lớp sẽ nhân chéo lên giúp thầy. Nhân chéo lên hoặc là ship zone hai lần cũng được, cho phép. Thì cả lớp sẽ có à, uh, nhân chéo lên thì chỗ này không khó đâu, cả lớp nhân bình thường, cả lớp có hai nghiệm, đó là 1 2 đúng không? Ship zone lần thứ nhất cho 1 và shift zone lần thứ hai cho 2. Ở đây có rất nhiều đáp án là 12 này. Bây giờ cả lớp thay số vào nó ra thì thay số vào cái y kia kìa cho nó dễ. Thì cả lớp sẽ chọn được đáp án đó là A chính xác. 10 và 21. Làm thế để cho nó nhanh thật tùy bài thôi. Đấy là câu hỏi 33. Nhớ chưa? Ừ. Câu này nhanh rồi, không có gì khó đâu, câu này xong. 34. Đây là đồ thị đạo hàm f' cái nào sai vẫn là câu sai mình sợ nó hay hỏi sai kinh khủng cái lớp gạch chân vào đây này đồ thị đạo hàm này đây người ta hỏi đồ thị hàm số <laughs> đề thi cho đồ thị đạo hàm nhưng lại hỏi đồ thị hàm số ban đầu có mấy điểm cực trị nhiều bạn đi thi bảo thưa thầy cứ như là đề sai ấy nhỉ sao nó cho đồ thị này mà nó lại tự nhiên đề nó lại hỏi đồ thị này thế nó mới hay Tất nhiên rồi em nhận ra ngay Đồ thị đạo hàm cắt trục hoành tại 3 điểm Đó là 1, 2, 3 3 điểm này là 3 nghiệm bội lẻ Vì chúng ta thấy không có chỗ nào tiếp xúc Chứng tỏ đồ thị hàm số ban đầu là chắc chắn phải có 3 điểm cực trị 3 điểm cực trị thì trong hai câu này chắc chắn có một câu đúng Thì câu A là đúng rồi thì chỉ có thể đó là câu B là câu sai mà thôi. Câu B. Cả lớp nhận ra ngay. <laughs> Rất nhiều đứa đi thi. Thầy ơi, 1 2 khoanh hai luôn. <laughs> Thế thì đáp án sai phải là A chứ. <laughs> Đây là hai đồ thị khác nhau. <laughs> nó cho cái này nó hỏi cái kia. Chứ đừng có trả lời lung tung, trả lời lung tung phát sai ngay. Như vậy chỉ có câu B là sai. Hàm số đồng biến trên 1 2 vì vì trên khoảng từ 1 đến 2 f' của em là dương lên đồng biến. Hàm số của em nghịch biến trên 23 vì f' của em âm trên 23. Dựa vào đồ thị đạo hàm người ta có thể hỏi về đồng nghịch biến hoặc là hỏi cực trị thì cả lớp trả lời được. Cả lớp viết giống như thầy nhé. Đó, viết giống như thầy. Đọc cẩn thận nhá, mai. Thầy ơi, em thấy C D đều sai. <laughs> Đọc cái đồ thị này phải khéo đi một tí được chưa? Con hiểu không? Được chưa? Tiếp tục nha 35 5 Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên m Trừ 5 đến 5 Biết để cho hàm số y bằng Đồ thị hàm số x bình Trừ 3 cộng 2 Trên x bình cộng mới cộng 1 Có 3 đường tiệm cận Ái chà chà Câu này các em phải bình tĩnh mà giải thôi Câu này bắt đầu là không khoanh bừa được rồi Bắt đầu câu này đừng khoanh bừa nhá Câu này không khoanh bừa được Cái lớp làm bình tĩnh thôi Thầy ơi Có đứa bảo đang chiếu lại <laughs> Chiếu lại Trời Chưa xem like của thầy bao giờ hả? Chiếu lại Chết mất vì chiếu lại Rồi rồi Nào Cả lớp bình tĩnh nghe phân tích. Bây giờ ta nhận ra đây là phân thức theo kiểu đây là bậc 2 trên bậc 2. Vậy bây giờ mà nhẩm tiệm cận ngang trước là chắc chắn là chúng ta biết là cái này chỉ có một tiệm cận ngang thôi. Đó chính là y bằng 1. Tại vì bậc tử bằng bậc mẫu. Chắc chắn có một ngang rồi. Muốn có đúng ba đường tiệm cận hẳn là chúng ta phải cần mấy tiệm cận đứng chúng ta cần hai tiệm cận đứng muốn có hai tiệm cận đứng thì mẫu số phải có hai nghiệm phân biệt nhưng hai nghiệm này không trùng với nghiệm của tử hai nghiệm này không được phép là nghiệm của tử nói thế mới là chuẩn mẫu phải có hai nghiệm phân biệt hai nghiệm này nó sẽ không phải là nghiệm của tử chuẩn chưa thì nó mới có đầy đủ ba tiệm cận được ở đây ta nhận ra là tử số có hai nghiệm là 1 2. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra là mẫu của em phải có hai nghiệm phân biệt khác 1 và khác 2. Như vậy chúng ta cần phải giải cả thể là ba điều kiện. Đó là delta dương và cả lớp thay nghiệm vào mẫu thì hai cái nghiệm đó nó sẽ khác không. Cả lớp xem chuẩn chưa? Nào, cả lớp giải luôn đi. Giải đi. Cả lớp giải luôn đi. Giải đi. Câu này phải học được, giải đi. Không khoanh bừa nhá, cấm từ câu 35 giải đi tôi cấm khoanh bừa. Nào, đầu tiên, khi tính giới hạn tại vô cực, chắc chắn giới hạn này nhẩm ra bằng 1, lên chốt là có một ngang đã. Muốn có 3 tiệm tất cả thì phải có hai đứng. Chốt là mẫu phải có hai nghiệm phân biệt, khác hoàn toàn các nghiệm của tử là 1 và 2. Vậy chúng ta cần giải ba điều kiện giống như thầy đã phân tích. Thứ nhất, hai nghiệm phải là phân biệt thì nó mới đủ được thế là delta dương chúng ta gọi mẫu số là g đi gọi mẫu số là gx thì chúng ta có g1 và g2 là khác không cả lớp tính delta delta là m bình trừ 1 là dương b ơ sao lại m bình trừ 1 nhỉ cả lớp có thấy nó có cái gì đó nó đang sai sai ở đây không nhỉ sẽ lại m bình trừ 1 nhỉ thầy hỏi này thầy giải đúng hay sai Thầy thầy phân tích đúng rồi nhưng mà đố các em biết chỗ này đúng hay sai Được chưa Sao lại mờ bình trừ 1 nhỉ Ơ từ từ mình xem lại xem là hôm qua mình có mơ ngủ không nhỉ Mờ bình trừ 1 thật không nhỉ Sao lại mờ bình trừ 1 nhỉ <laughs> Có cái gì đó đang sai sai ở đây Mờ bình trừ 4 chứ nhỉ Sẽ mờ bình trừ 1 nhỉ Chết rồi Ơ chỗ này đúng hay sai nhỉ à, không nhưng mà bài này không được dùng delta phẩy Bài này là gì có phẩy Không chỗ này tôi thử đấy Được chưa chỗ này là m bình trừ 4 Đúng là nó phải 4 là quái nhỉ Thế là mình giải delta phẩy Đúng chưa Vậy chỗ này chúng ta sẽ có là m phải nhỏ hơn trừ 2 hoặc lớn 2 Xong nhá Rồi ok lại đúng rồi Tiếp tục Kem thay 1 vào đây Kem thay 1 vào đây Thì 1 cộng 1 là 2 Như vậy là m cộng 2 khác không Kem tiếp tục thay 2 vào Thay 2 vào đây như vậy là 2M cộng 5 Cả lớp xem thầy thay đúng chưa Nhiều khi làm vội quá không thể tránh khỏi Mấy cái chỗ mà lỗi mà sai sót đâu Chuyện này là bình thường đó Thay vào chưa Thì cả lớp sẽ có đó là M khác âm 2 Và M khác âm 5 phần 2 Cả lớp đếm hộ thầy xem Như thế này thì chúng ta có mấy giá trị M nguyên nhỉ Nào đếm hộ thầy với Mà chỉ tính trừ 5 đến 5 thôi Như vậy các con sẽ có là bao nhiêu nhỉ nhỏ hơn cả trừ 2 lớn 2 thì chúng ta có cộng trừ 3 cộng trừ 4 cộng trừ 5 cả lớp xem có đúng không nhỉ thì đáp án là gì ấy nhỉ ở cả lớp xem thầy đếm đúng không nào nhỏ kết hợp cái này lại kết hợp cái này lại thì chúng ta có cộng trừ 3 này cộng trừ 4 đúng rồi cộng trừ 3 cộng 5 6 giá trị thôi a à, 6 giá trị tất cả Chết rồi, kiểu gì mình cũng khoanh nhầm Nhưng mà xem A nhá A Ok, A Chính xác rồi, A Úi dồi ôi, chết rồi, mình khoanh bảy Không sao, cái lớp nhớ nhá, lưu ý câu này là Chúng ta sẽ có đáp án của mình Đó là đáp án A Chỗ này không tính Đúng chưa nhỉ, chỗ này chúng ta sẽ có đáp án là A Xong, rất đơn giản Cái lớp hiểu câu tiệm cận này chưa nhỉ Đó, cái lớp lưu ý cho thầy nhé, bài nhầm như vậy của chúng ta là xong Ok 36 Có thể là vào trước mình mơ ngủ <laughs> Ngồi soạn bài xong Đấy khổ thế đấy suốt ngày Soạn đề xong rồi thức đêm Xong rồi thức đêm lại phải đi dạy Đi dạy thế là nó bị ngủ không đủ giấc Mà ngủ không đủ giấc cái là Là hôm sau ra đầu óc là nó bị lẫn Delta, Delta phải Thế là nó nó nhầm khổ thế đấy. Không ai vất vả như mình Đến khổ Dạy bao nhiêu lớp, bao nhiêu học sinh Trong hết cả mặt đến khổ vất vả thế, đấy cái một, không biết là có người nào thương không, đấy, đấy chưa, rồi <laughs> thương tôi không, đấy khổ chưa, cái gì đây, khối cầu ngoại tiếp hình lập phương bắt đầu, <laughs> đúng cả lớp, con có hiểu không, thầy ơi delta phẩy vẫn sai mà thầy, ơ ờ, lúc nãy là thầy giải delta mà bọn mày hầm. Thế đây thầy giải delta thầy vừa sửa cho mày lúc nãy con gì nữa Thầy vừa bảo con lúc nãy đó là delta là B bình trừ 4 AC còn gì nữa Thì lúc nãy chả là M bình trừ 4 nữa Lúc nãy thầy sửa cho con rồi Không Đây là delta Thầy có bảo delta phẩy đâu con Ơ ờ, chốt lại nào cả lớp nhớ lại câu trước nào Khẳng định lại nào Lúc nãy là cộng trừ 3, cộng trừ 4, cộng trừ 5 đúng rồi, không thể sai được. Lúc nãy đáp án nó là A6, không thoát đi đâu được, cả lớp nhớ chưa? Đúng rồi, còn gì nữa? Đây là delta, thì khẳng định lại rồi. Thì đã sửa cho rồi còn gì nữa? Được chưa? Không có gì thắc mắc nhá Được chưa? Sang câu hỏi tiếp theo. 36 Đúng rồi còn gì nữa? 36 cả lớp sẽ có thể tích của khối cầu ngoại tiếp lập phương hình lập phương của em nếu hình vẽ nó như thế này vẽ hình mới sợ rồi cái quả cầu ngoại tiếp đây quả cầu ngoại tiếp đi qua tám đỉnh này thì cái tâm của nó sẽ nằm trên đường chéo của lập phương trung điểm tâm cầu sẽ chính là trung điểm của đường chéo lập phương biết lập phương cạnh a lập phương này có cạnh a thì cả lớp sẽ suy ra đường chéo D của lập phương là A căn 3. Từ đó cả lớp sẽ có bán kính là A căn 3 trên 2. Tư duy rất là nhanh. Và cả lớp thay vào công thức tính thể tích khối cầu. Chúng ta sẽ có ngay V cầu là 4 phần 3 BR mũ 3. Cả lớp lấy máy tính bấm kết quả đáp án B. Căn 3 trên 2 BA lập phương. Đây, Uh, về mặt dạng bài đó là cầu nội và cầu ngoại thì các lớp lưu ý chỉ cần tưởng tượng hình vẽ trong đầu thôi. Đây là cầu ngoại nhé. Đây là bà ngoại đấy, bà ngoại em. Bà ngoại em là nửa. Bà ngoại em là nửa đường chéo. Bà ngoại em là nửa đường chéo. Cái này hiểu chưa? Chưa, về sau người ta hỏi bà nội thì bà nội em sẽ là nửa cạnh. Thế là xong. Số nghiệm nguyên của bất phương trình bất phương trình này là bất phương trình loga cơ bản chúng ta giải nhanh là ra <laughs> à, nhớ là khi giải bất phương trình loga chúng ta đừng quên điều kiện là được có cái điều kiện rất quan trọng x cộng 1 là phải dương giải cẩn thận từ đây chúng ta thấy đây là cơ số 3 hàm số đồng biến đúng không suy chiều em rút x cộng 1 ra thì x cộng 1 của em nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 3 bình phương là 9 Nhỏ hơn hoặc bằng 9 Nhưng không quên là x cộng 1 là dương Từ đây cả lớp sẽ giải ra được Đó là x của em nằm trong nửa khoảng từ chuyển vế sang đây là âm 1 Còn đây là 8 Cả lớp đếm kỹ hộ thầy xem có bao nhiêu nghiệm nguyên vậy Thi đại học người ta hay hỏi nghiệm nguyên Hỏi kiểu này vui vì khỏi phải thay đáp số Hỏi về nghiệm nguyên là một cái rất hay Được chưa? Thế em khỏi thay đáp số thì uh, các em sẽ đếm được trong này là có 9 nghiệm nguyên đáp án C. Con có hiểu không? Con hiểu không? C nhá. Trời ơi, đứa nào chọn A đây? <laughs> Nhiều đứa, thầy ơi 8 trừ 1 còn 7. <laughs> đếm giỏi nhỉ. <laughs> đếm trên nửa khoảng các con phải lấy sau trừ trước chứ. 8 1 là 9, đứa nào ra 7 đấy hả rồi? điên à điên à <laughs> rồi rồi câu hỏi 38 giá trị lớn nhất của cái này câu này vui này cái lớp đọc kỹ đây thông thường khi tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của cái hàm số phân thức này thì người ta chỉ cần tính giá trị của hàm số tại hai đầu thôi vì các em biết là nếu như hàm số của em mà là liên tục trên một đoạn nào đó thì chắc chắn nó sẽ đơn điệu. Lên mắc min nếu có chỉ cần tính tại hai đầu. Nhưng hãy xem thật sự bài này nó có xảy ra tại hai đầu thật không. Bài này bình tĩnh nhé. chưa Xem có thật sự bài này là nó 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 xảy ra tại hai đầu thật không rất nhiều bạn là chúng ta thay không vào đúng không? Các em thay không vào thì chúng ta sẽ có là âm 1. Các em thay 2 vào thì các em sẽ có 3 đúng không? Nhưng mà các em chọn 3. Các em định chọn 3 nhưng mà các em chọn 3 đi thi để trượt. <laughs> Ôi giời ơi. Ơi chọn 3, nghe thực thực ra chọn 3 là nghe có vẻ có lý thật nhưng mà trong trường hợp này em bị đề lừa vì học không chắc lý thuyết câu này thầy thầy gài đấy chính thầy thầy là người gài câu này không đúng thực ra bài này em để ý hàm số không xác định tại điểm x bằng một nhưng mà trên đoạn 0,2 nó lại có một thế thì rõ ràng trên đoạn này hàm số của em là bị gián đoạn hàm số gián đoạn tức là còn gọi là không liên tục đấy hàm số không liên tục không có mắc min <laughs> <laughs> chết chưa chết mày chưa cho mày chừa chừa chưa chóe Ch <laughs> chết mày chưa cho mày chừa nha được chưa chả qua là tại vì nhiều người ra đề người ta cứ suốt ngày người ta ra các cái câu nó toàn châu bò nó cứ tính toán nó cứ hùng hục thôi thế Thì phát hiện ra có rất nhiều câu lý thuyết rất hay người ta trả cho vào thầy mà về sau được làm cái người trong ban ra đề à, thầy à, hứa hẹn sẽ tạo ra rất nhiều các câu hỏi à. Úi rồi đảm bảo là ngoạn mục sáng tạo nó phân loại được nghe học sinh chứ không phải là cái châu bò hùng hục thì tính được chưa? Cái này nó bị gián đoạn giống như kiểu em đang đi trên cầu em dẫm chân tọp nghe vào hố bom một cái em sụt luôn. Mà em đã dẫm chân xuống hố bom rồi thì, thôi em còn đi đâu được nữa. Dẫm vào hố bom thì thôi đi về cho nên nhanh. Được chưa? Các em có tính kiểu gì thì tính hoặc là có nhầm kiểu gì cũng vẫn rất nhiều bạn chọn đáp án C. Được chưa? hoặc là nhiều bạn còn bảo là ra rất lớn cơ. <laughs> nhiều bạn còn bảo là ra dương vô cực <laughs> rất lớn. Nhiều bạn còn dương vô cực âm vô cực cơ, sợ lắm. Được chưa? D không có tồn tại đâu, không có đâu. Còn rất tiếc bây giờ người ta lại chưa ra được các cái câu hỏi mà nó 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 nó, nó phải bám vào cái cái tinh thần đó. nó phải bám lý thuyết, nó phải phân loại Cái này nó mới hay này. Nhiều khi thầy mà về sau mà thầy nếu mà được trong nếu mà thầy mà đi ra đây thầy sẽ có rất nhiều các câu hỏi đảm bảo hay cực kỳ các em đảm bảo chưa gặp bao giờ còn đây là người ta chưa mời thôi người ta thích người đó người ta mà về sau người ta mà mời à à, rồi các em chờ đi chưa tôi mà ra đầy ao rổ tôi về sau tôi đảm bảo nó phân loại biết ngay Trời, bây giờ toàn ra làm được thì cùng làm được mà không làm được thì cùng không làm được Úi rồi ôi, cha phân loại được điểm nó trả bằng nhau rồi. Thì ra nhiều các cái câu mà nó chết nhưng mà nó phải không làm được nhưng nó phải tâm phục khẩu phục. Nhiều học sinh không làm được nhưng vẫn không phục. <laughs> không phục. <laughs> không phục. Không phục là không được rồi, phải phải không làm được mà người ta phải tâm phục khẩu phục. Và nhiều câu hỏi là phải thực tế nó phải hay chứ cái câu nào cũng trâu bò hùng hục. Chả ý nghĩa gì cả. Thế là đảm bảo sao nó học sinh nó cứ chê bảo là toán nó không có tính thực tế đáng nhẽ phải ra nhiều các cái bài mà liên quan đến cái kiểu thực tế mà nó áp dụng được cho cuộc sống ấy, ví dụ thế đấy hứa hẹn về sau thầy nghĩ là các cái bộ sách giáo khoa mới các em học nốt đi về sau năm mới là có bộ sách giáo khoa mới rồi các em lớp 10 thì xem rồi có nhiều bài toán thực tế hay lắm các bài toán rất thực tiễn học xong bài nào cũng giải quyết được rất nhiều vấn đề thực tiễn hay lắm nhưng mà hơi nhiều kiến thức thầy xem chương trình mới có nhiều kiến thức hay phết đấy công nhận cũng được rồi lại vất vả rồi sang năm mới lại một loạt các lớp mới ôi giời ơi lại toàn sách giáo khoa mới vất vả rồi các em học nốt năm nay đi trên năm sau lại chương trình mới là chưa chắc là câu hỏi nó đã như thế này đâu ôi khổ lắm yeah. <laughs> sợ gì không mình các bạn cứ sợ các bác trên kia nghe thấy hay không ôi giời người ta nghe đầy người ta biết hết đấy. nhất là thầy người ta có khi người ta cũng biết nhiều chứ. Thực ra là thầy nghĩ là người ta cũng luôn lắng nghe cả giáo viên cả học sinh. Các em có ý kiến gì các em có thể thưa thoải mái, các em có thể ý kiến không sao. Nhưng mà quan trọng người ta có 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 có, có uh, nhận ra thêm cái gì mới để người ta sửa đổi rút kinh nghiệm hay không thôi. Được chưa? Thầy nghĩ là chắc là hứa hẹn từ năm sau giờ đi đổi mới sách giáo khoa chương trình mới là chắc là các câu hỏi sẽ được đổi mới theo hướng thực tế hơn. Thực ra các câu hỏi này vẫn hay nhưng không thực tế. Vẫn chỉ là châu bò chả phân loại được đâu thầy thầy không đánh giá cao các cái các cái, trẻ con bây giờ vẫn phải theo chương trình cũ chứ thầy mà là người ra đề không bao giờ thầy ra mấy cái câu này hm. tôi mà ra đề tôi sẽ ra các câu khác giỏi cái tôi biết nghe kể cả rốt đó phải tâm phục khẩu phục ra những câu này à chả phân loại được rồi cuối cùng là như nhau chán lắm chưa chán lắm chờ. à kem thi bách khoa đi có thi riêng mà thi đại học quốc gia đi cũng được đại học quốc gia hà nội với đại học quốc gia nội, thành phố hồ chí minh người ta có các cái bài thi riêng đấy câu hỏi người ta tự ra công bằng lắm thi một phát complete cái một phát là biết ngay kết quả độ hay trượt bao nhiêu bao nhiêu điểm biết luôn không cần phải ngồi về chờ đợi từng ngày mất việc thi luôn các cái cuộc thi đó bấm một phát máy tính một phát complete cái có kết quả luôn bạn nào có thêm các trường mở thêm các ngày khác nhau em đi thi thoải mái rồi sướng quá những năm trước có những năm mà còn không tổ chức đánh giá năng lực riêng đấy. Những năm nay bây giờ có đánh giá năng lực riêng. Đại khoa nhá, Đại quốc gia nhá, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đều có hết nhá. Thi đi. Có một cơ hội cứ thoải mái mà thi. Có tăng thầy khuyên thật, không đỗ cái nọ, không bổ ngang cũng bổ dọc. Trên tuyển sinh cũng có rất nhiều khóa để có thể hỗ trợ cho các em thi cả đánh giá năng lực đấy. Có điều là chưa thầy thầy chưa có thời gian để dạy thôi nhưng mà trên 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 tuyển sinh cũng có rất nhiều các cái bộ đề bám sát thi đánh giá năng lực cũng nói chung là thầy thầy cũng khá là hay được đấy cả lớp mở rộng cơ hội cứ thoải mái mà đi đi ui mà một năm còn thi bao nhiêu đợt cơ cứ mỗi tháng có khi thi một lần thi cái gì đấy sáu bảy tám đợt gì đấy mỗi tháng thi một lần đều quốc gia sắp tới đấy tháng nào cũng thi một lần các lớp đảm bảo bây giờ nếu bạn nào chưa học đủ kiến thức thì người ta chưa khuyến khích đi thi bây giờ người ta chỉ đang khuyến khích cho các thí sinh tự do hoặc là gì đó những người học xong chương trình tốt nghiệp rồi thì đi nhưng các em dự kiến là khoảng chắc là từ khoảng tháng tư gì đó ra tết khoảng tháng 4, tháng năm tháng sáu gì đó em có thể đủ kiến thức rồi em đi thi thoải mái tháng nào em cũng đi thi thoải mái thi lần chắc là cùng lắm thì chắc là mấy trăm nghìn một lần đấy mấy nhỉ và theo thầy có khi kết quả nào mà cao là người ta lấy mà xem có phải thế không nhưng mà theo thầy đúng rồi, ngày xưa thi tốt nghiệp đấy, em còn được chọn mấy nguyện vọng em điểm nào cứ cao là ok. Sướng lắm. Đấy đi 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 đấy, tăng thêm nguyện vọng thích lắm. Đi đi, thi đi, thầy nghĩ là có cơ hội cứ thi đi. Có những năm còn trả túi trước đâu, chả có mà thi. Đấy thì em sẽ phải học theo cái bộ đề thi của người ta. Thì các câu hỏi chắc là cũng sẽ có tính sáng tạo hơn. Nó công bằng lắm, công bằng lắm. Thi một phát xanh chín, ai biết, biết ngay. Không sợ phải vất vả gì nhiều Chính ra như thế thì trên máy rồi thì làm sao mà can thiệp được Hay thầy cũng công nhận Về sau nhiều trường sẽ tổ chức như thế Nhận biết đồ thị này là bắt đầu chúng ta quay trở lại với câu hỏi số 39 Rồi hết 5 phút Chia sẻ về Kinh nghiệm và cuộc sống Và đề thi rồi, xong rồi nha Thầy khuyến khích các em đi thoải mái, không sao đâu Không hạn chế khả năng của mình Khi đủ kiến thức rồi em thoải mái đi thi <laughs> câu này là đồ thị bậc bốn rồi câu này nó nhìn ra ngay mà đâu có gì khó đâu câu này đơn giản này câu này chúng ta nhìn được ngay thứ nhất là đi lên là hệ số a dương rồi cắt trục tung tại điểm không c đây là c c âm có thấy ba điểm cực trị không ba điểm cực trị là ab trái dấu ab trái dấu đoán ra ngay ba điểm cực trị phải là AB cháy dấu. A dương. B chắc chắn phải âm. C âm rồi. Như vậy đáp án C. C C chính xác. C. Thì cái này nó chỉ được cái là tốt nghiệp thôi. Ý thầy có phải là nó chỉ có tốt nghiệp mà nó có hai mục đích vừa xét cả tốt nghiệp vừa xét cả đại học nhưng mà mãi về sau cứ chỉ nói chung là bộ dục chắc là người ta cũng không cho khó hơn nữa đâu vì cái này mục đích chính vẫn là xét tốt nghiệp thế nên là cứ luyện đề nhiều tổng ôn nhiều luyện đề nhiều đến khi nào mà gần như là thuộc hết rồi ấy, đảm bảo là 10 thầy đảm bảo về sau các em cứ học luyện đề và học khóa tổng ôn của thầy các câu hỏi thầy cũng đều chốt luôn như thế này này chốt luôn như thế này là chắc chắn chúng dạng không thể nào sai đâu được thì những cái đề này cứ luyện tập nhiều Đảm bảo là về sau so, giọng thầy nó cứ văng vẳng và luôn như thế Thì đảm bảo thi tốt nghiệp cái việc 90 Thầy yên tâm thì đảm bảo các em không khó Quan trọng về sau so, em còn lấy cái điểm đó để em xét vào các trường của em không thôi Không phải trường nào người ta cũng xét điểm tốt nghiệp này đâu Có rất nhiều trường, các trường tốt cao bây giờ người ta chỉ dành một, một khoảng có những trường chỉ dành khoảng 10, 15 hoặc là 20% gì đó để lấy điểm tốt nghiệp. Về sau so, xu hướng là họ sẽ tự lực họ tự lập hết Độc lập mà, về sau so, sớm muộn họ cũng sẽ thi riêng hết Đấy Thế nên là kể cả em có 90 tốt nghiệp đi chăng nữa Chưa ăn thua đâu, thầy nói thật Em vẫn phải cố gắng nhiều Bạn nào có mục tiêu cao còn phải cố gắng nhiều Còn phải ôn theo cả đề của người ta nữa Nhớ đi nhé Thầy nói thế để em về em tham khảo thêm các cái cái cái, cái, cái uh, đề, đề mẫu của người ta mà học đi Nếu em có khả năng Nhớ nhé còn tốt nghiệp vẫn chỉ là tốt nghiệp thôi Cố gắng lên, tốt nghiệp thôi Ai mà không cần 90 ấy. Cái này tốt nghiệp là chỉ thế thôi Cái này Úi dối cái gì đây Cái quả gì đây, 40 cái gì đây Có bao nhiêu nghiệm nguyên Quả này ai làm được không Quả này xử lý nào nhỉ Quả này giải nào Quả này giải thế nào? Chính xác Một số bạn nói đúng rồi Đặt t là 3 mũ x 9 mũ x là t bình Cái này là t Được đấy ừ, Nhưng mà sau đó giải thế nào tiếp nhỉ? Đặt t là 3 mũ x Xong giải tiếp thế nào? Thầy đố em viết giải đây Giải tiếp thế nào? Giải tiếp thế nào? Đặt, đặt đặt t rồi Ừ đặt t rồi Xong giải tiếp thế nào? <laughs> đặt t giải tiếp thế nào? Rồi thầy giải nhé Đặt t xong rồi là mình sẽ ngồi mình tính delta. <laughs> delta phẩy. Ra diễn vào. Đặt t nhá. Đây. t bình trừ 2 lần x cộng 5 nhân t cộng 9 lần 2 cộng 1 bằng 0. Cả lớp sẽ, nếu mà theo cách giải bình thường thì cả lớp sẽ tính delta phẩy ra. <laughs> Ở đây cả lớp cứ coi như là cái t này là ẩn chính thì cái x này cả lớp đóng vai trò là tham số nhá. Kiểu như thế như vậy chúng ta sẽ có x cộng 5. Cứ coi như đấy là hàng số bình thường đi Chúng ta sẽ có x cộng 5 Bình phương Chú ý là câu này là cũng không quá dễ đâu đấy nhé Giải từ từ thôi Trừ đi a nhân c Như vậy là chúng ta sẽ có trừ đi 9 lần của 2x cộng 1 Cái lớp phân tích tung ra x bình cộng với 10x Cộng với 25 Trừ đi 18x Trừ 9 Không quá dễ đâu Nhanh lên Bài này là vận dụng rồi đấy. Bài này có phải là nhận biết mày phụt được luôn đáp án mày phụt luôn đi. Đây là bài này là bắt đầu là những cái bài này được xếp vào vận dụng thấp rồi. Em có phụt được luôn đâu. X bình trừ đi 8x và cộng với 16. Cả lớp sẽ dễ dàng nhận ra được đó là x trừ 4 bình phương. Đây là hàng đẳng thức này. Được chưa? Không, bài này là thuộc loại mức 3 rồi mà. Đây là mức 3. Đây là mức 3 thật. Rồi, từ đây cả lớp sẽ dễ dàng tính ra được hai nghiệm đó là T1 và T2. Đây là cách giải bình thường nhất thôi. Trừ B phẩy như vậy là trừ x trừ 5 cộng với x trừ 4 trên 2 và trừ x trừ 5 bây giờ ta trừ đi x cộng 4 trên 2. Cả lớp thu gọn kết quả sẽ thấy là trừ x cộng x như vậy là uh, trừ 9 Ơ từ từ Sẽ trên 2 nhỉ? Trên 1 chứ Khổ quá Trên 1 chứ nhỉ Trừ B phải Ơ làm gì có trừ nữa nhỉ Trừ kia mất rồi Trừ mất rồi E tăng Chỗ này không có trừ nữa Quên sorry Trừ mất rồi Để đâu ra nữa Thế thì chỗ này sẽ là 2X Trừ 1 2 cộng 1 Quên còn cái này sẽ là 9. Vì hai cái x này bây giờ nó mất rồi. Các em hiểu chưa? Đó, rồi. Như vậy cả lớp sẽ phân tích được giống thầy. Đó là chắc chắn chúng ta có nghiệm đó là t bằng 9. Luôn có nghiệm t bằng 9 và t bằng 2x cộng 1. Đây. Từ đây, cả lớp sẽ giải được 3 mũ x bằng 9 và 3 mũ x bằng 2 cộng 1. Phương trình trên chúng ta có nghiệm x bằng 2, Phương trình dưới các em có thể sử dụng đạo hàm hoặc là bấm máy tính vân vân. Phương trình này sẽ chỉ có hai nghiệm thôi. Nếu các em sử dụng đạo hàm thì các em sẽ phải xét hàm số. Câu này nó đòi hỏi khó về mặt lý thuyết ấy, nếu mà cần phải trình bày thôi. Cả lớp xét cho thầy hàm số là vế trái 3 mũ x trừ 2x trừ 1. Phương trình này thầy đặt là phương trình 2. Đây, nếu cần phải trình bày phương trình này thì phương trình này là một phương trình không dễ đâu. Đây là phương trình không cơ bản. Cả lớp sẽ lấy đạo hàm cho thầy, chúng ta đặt biểu thức về trái là gx. Cả lớp lấy đạo hàm g phẩy. Các em có 3 mũ x lê p3 trừ 2. Chúng ta giải g phẩy bằng 0. Thì các em sẽ có ngay x bằng chuyển vế sang là 2 trên len 3. Như vậy x bằng loga cơ 3 của 2 trên len 3. Nói chung chỗ này bằng bao nhiêu không quan trọng, chỉ cần biết đây là số dương là được. Cả lớp sẽ kẻ được bảng biến thiên. Thì các em lưu ý mà biến thiên của chúng ta như thế này Đây là một con số Cả lớp bấm ra em sẽ thấy là một con số lớn không Như vậy nó sẽ nằm ở giữa 0, 1 Nó nằm nó là một con số lớn không Thực ra chỉ cần đầu tiên em xét đây X0 đây Xét dấu Xét dấu chỗ này chúng ta có hệ số A Hệ số A của chúng ta chỗ này đằng trước Của 3 mũ X là lớn nhất là dương Như vậy xét dấu phải cùng trái khác Đây là dương Đây là âm thế thì chúng ta sẽ có đây là xuống và đây là lên khi mà đồ thị có dạng như thế này thì phương trình này có nhiều nhất là hai nghiệm vì khi đó nó cắt trục hoành tại nhiều nhất là hai điểm đồ thị cắt trục hoành tại nhiều nhất hai điểm như vậy chúng ta có thể khẳng định được đây phương trình này có nhiều nhất hai nghiệm và người ta nhận ra rằng đó là hai nghiệm đó là 0 và 1 Hai nghiệm này em nhầm luôn Hoặc là em bấm máy tính Chỗ này cho phép Đây là phương pháp dồn nghiệm Bằng đạo hàm Nhớ nhé, trong trường hợp này nghiệm đẹp Thì em sẽ đọc được là 0 và 1 Có trong trường hợp nhỡ nghiệm xấu hay là gì Em không cần đọc cũng được Em vẫn có thể khẳng định được là nó chỉ có hai nghiệm thôi Kết hợp với một nghiệm ban đầu nữa Thì chúng ta có tất cả thể Là ba nghiệm nguyên cho bài này cái việc nhẩm ra hai nghiệm 0 và 1 này các em rất hay gặp nhé Cái này nhẩm dễ lắm Thường là chỉ có x bằng 0 với x bằng 1 là sẽ thỏa mãn cái này thôi Các lớp hiểu chưa? Đó Đây là nếu mà câu này Thầy sợ là nếu câu này về sau nó rơi vào câu của chứa tham số ấy Thì các em không bấm được máy tính Thì em phải biết giải câu này Đây là một trong những cái đặc, đặc trưng rất hay Của cái phương trình mũ không cơ bản Đó là sử dụng hàm số Đây Thực ra bài này thì bấm máy tính thì thoải mái Ừ đúng rồi, bấm máy tính thì Khi bấm máy tính, nếu không có chứa tham số Thì bài này em cho vào table thoải mái nhá. Cả lớp về tự luyện tập cho thầy cái này Nhưng thầy xin khẳng định lại nhé Chả qua là câu này là phương trình Nó rõ ràng, nó tường minh Thì cả lớp mới bấm được thôi Còn nếu thầy đang giả định rằng Nếu bây giờ các nghiệm của em có chứa tham số M ấy Và bây giờ người ta không cho M để thay vào Không bấm được thì đây là một dạng cả lớp cần phải ôn và bắt buộc là phải hiểu Nhiều bạn cứ sợ thừa Không đâu Các câu khó về sau nâng cao em sẽ thấy Nó sẽ có xét hàm số Được chưa Nhiều bạn về sau bắt đầu ngớ người ra và không biết tại sao bài này phải xét hàm số Thì những cái bài mà không cơ bản nó chỉ có xét hàm số thế này thôi Thì nhờ vào hàm số như thế này Em sẽ chặn được phương trình này có tối đa mấy nghiệm Thì thông thường người ta sẽ chặn phương trình này có tối đa là hai nghiệm Thì hai nghiệm này lúc này các em sẽ nhẩm hoặc bấm máy tính luôn hiểu chỗ này không? Có con hiểu ý chỗ này không? Hoặc nhá, về sau người ta cho cái phương trình, thí dụ người ta cho phương trình này gx bằng m đi. Người ta sẽ hỏi các con m bằng bao nhiêu gì mắc m có bao nhiêu giá trị m nguyên để cho nó có hai nghiệm, ba nghiệm, năm nghiệm lúc đó nó không có m để thay vào thì Cứ bố mẹ chả bấm được. Được chưa? Thì phương trình không cơ bản này thì sách giáo khoa họ không dạy. Nhưng mà em vẫn phải biết làm vì chỗ này chỉ qua là sử dụng đạo hàm thôi nhớ cho thầy kiến thức này đây thầy quý thì mới dạy đấy. được chưa chứ nếu không à, tất nhiên ừ chỗ này đây là phương trình ở dạng tường minh cả lớp có thể bấm máy tính thay bù thoải mái cả lớp cho chạy thay bù từ trừ 10 đến 10 step 1 thì cả lớp cũng sẽ đếm ra được là ba nghiệm ờ, cái này là không khó nhưng mà quan trọng là về sau nếu có nhiều câu mà nó nó không bấm được ấy thôi mình cứ đề phòng được chưa đề phòng Quân tử phòng thân. Mình cứ đề phòng đi. Biết giải còn hơn là không biết gì. Nhớ là như thế. Được chưa? À, 41. 41. À, chúng ta tính cho thầy uh, thể tích của bát diện đều cạnh A. Cái này thầy nhớ không nhầm là thầy có công thức giải nhanh rồi thì phải. Ai nhớ được thì nhớ. Thầy nhắc lại thể tích của tứ diện đều hôm trước thầy cho rồi nhỉ ai nhớ lại ghi lại thì nhớ này ở đây nếu chúng ta xét tất cả các cái này đều là cạnh a thì tứ diện đều là a lập căn 2 trên 12 thì mà nó có một phát thì khoanh luôn đỡ phải tính tính nhiều đau đầu lắm à, chóp tứ giác đều và bát diện đều ba cái này thầy thấy là hay gặp nhiều chắc là cũng nhớ được Thì cả lớp có thể thấy ngay đó là bát diện đều cạnh A Cả lớp tính ra là nó sẽ là A lập căn 2 trên 3 Còn chóp tứ giác đều là bằng một nửa của bát diện đều A lập căn 2 trên 6 Đấy chúng ta có thể viết cái style đi tiếp này vào Đây là đã chứng minh ra rồi Đấy, sờ tay đi tiếp này vào, được chưa? làm nhiều nó cũng thế thôi. Cả lớp có thể tự vẽ ra rồi tính nhá. Thì bát diện đều trả qua là hai lần chóp tứ giác đều thôi. Chỉ cả, chỉ là hai lần chóp tứ giác đều thôi. Cả lớp tính kiểu gì nó cũng ra nhưng mà thầy không thích tính lại nữa. Thầy muốn tổng kết cho các em dưới dạng kiểu tổng ôn. Để cho nó được tổng quát nhất. Còn tính nha, Đây hình vẽ đây không khó, cả lớp về tự tính đi. Quan trọng nhất là ba số này có một mối liên hệ không hề nhẹ đây là 12, đây là căn 2 trên 12, đây là căn 2 trên 6, đây là căn 2 trên 3. Chúng cũng có một cái mối liên hệ gì đó đấy. Nó cũng đặt cho chúng ta một cái kinh nghiệm học tập. Không phải là ta học vẹt, mà là ta chứng minh trước rồi. Và ta nhận ra như thế. Thì năm nào cũng có. <laughs> tính hơi lâu lắm, mệt lắm. Thôi tự tính. Nên câu này ta sẽ chọn cho thầy đáp án đó là D luôn. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Cái cái này nó có một cái gì đó có mối liên hệ rất hay Thầy chú ý cho như thế rồi Cả lớp có thể ghi vào luôn Để cho nó kiểu như là tổng ôn luôn Được chưa Còn tự tính được chỗ này không khó 42 Xem lại hộ thầy xem công thức có sai không Sai bỏ thầy nhé, sai để thầy sửa Sai thì mình sửa Không sao cả được chưa? Có bao nhiêu giá trị của M để cho phương trình fx 1 bằng M có đúng hai nghiệm? Một câu hỏi về tham số và sử dụng tương giao. Có đúng hai nghiệm cả lớp xem có mấy trường hợp xảy ra? Bắt đầu. Có đúng hai nghiệm. Nào. Bây giờ cả lớp sẽ chuyển vế sang. Thì chúng ta có ngay đó là fx bằng m cộng 1 fx bằng m cộng 1. Vậy đúng hai nghiệm chúng ta có một số trường hợp như thí dụ như đây, nếu cắt trùng và âm 1 là một trường hợp này. Cắt lớn không, cắt trên không ấy các em sẽ có hai nghiệm. Bài này chỉ có hai trường hợp đúng không? Hai trường hợp đúng rồi chuẩn rồi. Đó là trường hợp lớn không và trường hợp bằng âm 1. Chúng ta sử dụng thanh ngang di động đó từ trên xuống dưới ta sẽ nhận ra. Cả lớp có ra được đáp án không nhỉ? Câu này chúng ta sẽ tìm được m bằng âm 2 không? hoặc m lớn hơn âm 1. Đáp án cần khoanh của mình là D. D chính xác rồi. Ở chết rồi, sao cái dấu y phẩy khổ quá cái dấu y phẩy nó lại hơi bị ngược một tí thông cảm. Dấu y phẩy chỗ này đây xuống nó bị lộn đấy. Đây xuống. Đây lên. À rồi đúng rồi. Khổ trong lúc đánh nó hay bị lộn thế. Cả lớp theo cái cuối ấy. Đó. Đây là 42. 43. Cho tam giác SOA vuông tại O à, SO bằng 3cm SA bằng 5cm Quay tam giác SOA xung quanh cạnh SO Ta được một khối nón Thể tích của nón bằng bao nhiêu? Cả lớp tính nhanh nào Đây là hình này Tròn xoay Đây, cả lớp có cần vẽ hình không? Thôi vẽ thế này cho nó ngắn gọn nhé À SO vuông tại O, đây SO xung quanh SO đây. SOA đây. Cái này 3 nhá. Cái này 5 thôi nhẩm luôn nhá, nhẩm nhẩm ra OA luôn. Cái này mấy nhỉ? 4. Đi thì chả cần phải dùng Pythagore cũng nhẩm ra luôn. Cái bộ 3 4 5 gặp suốt ngày. Cả lớp sẽ tính được ngay. Đó là bán kính đáy R là bằng 4. Từ đấy các em có thể tích nón 1 phần 3 BR bình H Các em lắp số vào cho thầy Đây chỉ là khối tròn xoay thôi Như vậy là 1 phần 3 nhân 4 bình nhân 3 Cả lớp sẽ được 16 B cm khối Đáp án là A Cả lớp sẽ đúng A không? Chuẩn nhé Các cái bài mà xoay một cái hình phẳng mà tạo ra khối tròn xoay khối nón khối trụ ấy là rất dễ Đúng không? Không khó đâu à, Em chỉ cần để ý thêm một số cái bài mà thiết diện Thiết diện qua trục và thiết diện qua đỉnh, nón vân vân Thì một số cái dạng đó thầy có nói ở trong các cái đề trước rồi đấy. Có nhớ không? Một số cái dạng mà thiết diện của hình nón nữa thì thầy có nói trong một số đề trước cả lớp nhớ ôn và xem lại nhé. Mỗi đề thầy thay đổi đi một chút rồi. 44. Đây hình đây. Đây là chóp tứ giác. Đáy của em hình chữ nhật. AB bằng A và AD bằng 2A. Cạnh bên SA vuông góc về đáy biết thể tích của khối chóp này là 2a lập trên 3. Tính số đo góc giữa đường thẳng SB và mặt đáy. À vui đấy. Bài toán này nó sẽ hỏi ngược một tí. Nó sẽ cho thể tích rồi sợ nó lại hỏi lại góc bị sợ. Đây là kiến thức của cả 11 đây, nó lồng vào đây. Góc giữa SB và mặt đáy cả lớp biết ngay, đó chính là góc SBA. Tại vì SA vuông góc với đáy. Nên góc cần tìm là góc SBA. Cả lớp cần phải tìm được chiều cao SA chúng ta sẽ sử dụng tang tang của gây góc SBA này bằng đối trên kề tức là bằng SA trên cho AB. Thế giờ ta sẽ tìm nốt cái chiều cao SA. Thế thì người ta sẽ lợi dụng thể tích qua đây. Thể tích biết rồi thì chúng ta sẽ tính được chiều cao. Thể tích của ta V bằng 1 phần 3 diện tích đáy nhân chiều cao. Từ đó ta rút chiều cao ra thì sẽ bằng 3 lần V chia cho diện tích đáy. Như vậy chúng ta sẽ được 2 chia cho diện tích đáy. Diện tích đáy là hình chữ nhật là cũng là 2. 2A bình mà, dài nhân rộng. 2 chia 2 bằng 1. Như vậy là chúng ta đã tính ra được đó là chiều cao SA của chúng ta là bằng 1A. Từ đó, rất là vui. Thế nào ấy, đây, đi thi nó hay có cái mô, hay có cái mô tiếp rất hay đó là AB thì bằng A, SA thì cũng bằng A. Hai cái bọn này cùng bằng A rồi thì đây là mô típ vuông cân. Thầy thấy cấu trúc này rất hay ra vuông cân rồi thôi không cần phải tăng tủng gì cả, 45 độ. Trừ khi nó ra khác quá thì chúng ta mới cần phải tính tang. Còn nó bằng nhau hết rồi thì mô típ vuông cân. Em cứ thi về xem, còn em còn thầy ở đây em yên tâm. Em phải xong thi sở gì thi đại học kiểu quái gì thì rất hay gặp vuông cân. Hay lắm, chưa? Vậy từ đây 45 độ là đi về đáp án A. Người ta cho để nhằm mục đích là để làm nhanh trắc nghiệm đấy. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các em. Hiểu không? Đó, thì đỡ phải tăng. Buồn nhau. Đấy, một số bạn bảo lúc nãy chúng ta chưa có hình nhiều, bây giờ chúng ta làm hình đi được rồi đấy. Cố mà làm thêm. Thầy nghĩ là nó cũng cùng lắm, nó cũng chỉ có một hai câu hình khó thôi chứ mấy. Còn đâu hình là phải ăn được điểm, chứ bỏ hết thì phí lắm. Nào, xem cấu hình này người ta làm gì mình nhé. Chóp SABC đáy vuông tại A. AB bằng A, BC bằng A căn 3. Mặt bên SAB tam giác đều, vuông góc đáy. Đúng không? Thể tích khối chóp bằng bao nhiêu? Ta nhìn hình vẽ nào. Đây. SAB là tam giác đều, vuông góc đáy. Như vậy, trong tam giác đều này chúng ta gọi K là trung điểm AB thì theo tính chất ta đã được học rồi ta kẻ SK vuông góc AB thì nghiệm nhiên SK cũng sẽ vuông góc với cả mặt phẳng đáy tức là SK là chiều cao mà đường cao của tam giác đều thì các em cũng phải biết rồi đi thi khả năng rơi vào đều gặp rất nhiều do AB bằng A nên chúng ta dễ dàng nhẩm ra được SK là bằng A căn 3 trên 2 đúng không rồi SK là chiều cao và ta nhẩm ra được đó là SK là A căn 3 trên 2. Bây giờ các em tính nốt cho thầy cạnh nào ấy nhỉ? Cạnh AC nữa. AC các nhẩm Pythagore. À, đây là đây là A, còn đây là à, căn 3 3 3 3 3 1 à, 2. Như vậy cái này là căn 2 đúng không? Tại vì 3 này, 3 bình lên là căn 3 3 3 1 hai ok. 2 a căn 2 nhẩm ra nghe ấy mà a căn 2 cái này a cái này a căn 3 xong nhá rồi nhẩm từ đó đấy là em nhẩm ra ac luôn em viết luôn vào hình ấy là nhanh nhất và các em tính được diện tích đáy là 1 phần 2 ABC a 1 phần 2 A nhân A căn 2 A bình căn 2 trên 2 Và cuối cùng em lắp vào thể tích là ra nhé Còn lúc nãy thầy đã dạy em nhẩm ra chiều cao tam giác đều rồi Vậy chúng ta có 1 phần 3 đáy nhân chiều cao Căn 3 trên 2 nhân căn 2 trên 2 Đúng không? Căn 6 trên 12 Đáp án C Cái lớp có ra C không nhỉ? C đấy, chính xác C C chính xác rồi, không thể sai được C nhá chốt luôn xong Đây là thầy trình bày cẩn thận này Thầy trình bày cẩn thận, thầy sẽ viết từ từ Pythagore Còn các em không cần nhất thiết phải trình bày giống thầy cũng được thầy trình về thế này để mai sau bạn nào mà về sau còn xem video mà cái yếu cái trung bình thì còn hiểu nguyên lý tại sao còn bình thường các em chỉ cần có một cái hình vẽ các em nhẩm nhẩm các cạnh các em viết luôn ra đây viết thế này này đấy viết mỗi dòng cuối cùng thôi nhớ nhé không bắt nhất thiết phải trình về chi tiết giống thầy đâu đấy. còn đây là thấy cứ làm cẩn thận cho nó chắc nhẩm và viết nhanh thế này viết vào đây luôn này là ra 46 46 là một câu hỏi thực tế rất là hay À không phải, một câu hỏi tích hợp kiến thức Rất hay, cái lớp đọc đề 46 là một câu hỏi tích hợp kiến thức rất là hay Của cả lớp 11 và 12 Với các số thực dương x, y Người ta cho em 2, à, 2 mũ x và 8 lập Theo thứ tự lập thành một cấp số nhân Rồi các số khác như Loga cơ 3 của 5 log cơ 3 của y và log cơ 3 của x theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Hỏi y bằng nhiêu? À rất hay. Các lớp làm được không nhỉ? Đó. Một câu hỏi tích hợp kiến thức mũ loga và cấp số cộng cấp số nhân lớp 11. Chuyện này hoàn toàn có thể. Em phải sáng tạo nó lên, làm nhiều đề lên em sẽ em sẽ thấy là có các cái sáng tạo rất hay. Thế nên là mình về mình ôn thêm 11 một tí nhé để tăng thêm điểm. Đấy như là tổ hợp xác suất Newton này cấp số cộng, cấp số nhân này. Giới hạn này. Đấy, đạo hàm này một số cái ôn lại một tí đi, lượng giác một tí. Ôn một tí đi vì ít nhất cũng có khoảng răm bảy câu ít ít nhất là răm bảy câu lớp 11 và rất nhiều câu tích hợp kiến thức cái này này. Tính sơ sơ cũng phải chục câu. Được chưa? Ăn được điểm thôi nếu như mà em nhớ kiến thức. Như vậy trong cấp số nhân thì người ở giữa sẽ là người ở giữa bình phương lên sẽ bằng tích hai người hai hàng xóm hai bên. Còn Cấp số cộng thì người ở giữa là trung bình cộng của hai người hàng xóm hai bên. Tính chất đã có rồi. Bây giờ làm luôn. Ở đây có rất nhiều cách. Cách 1 em có thể đây. à theo hướng bước 1 là em phải tìm ra x trước. Có x rồi em lắp vào đây. Em mới tìm tiếp được ra y. Đúng không? Ừ. Hiểu không? Đúng chưa? Rồi, như vậy áp dụng đầu tiên theo tính chất cấp số nhân. Các em có cần nhất thiết phải tìm ra công bội công sai không? Không. Áp dụng tính chất hàng xóm trung bình cộng với trung bình nhân rồi việc quái tìm ra công sai công bội làm gì mất thời gian. Nhiều đứa bảo thầy tới mình tìm ra công bội được không? Cũng được, không không cần. Bài này không cần phải công bội công sai gì ở đây kìa, không cần. Bài này tìm dễ x nhanh lắm. Hai mũ x tất cả bình bằng uh, 8 sáu. À tức là x bằng 2. À rồi. Từ đây Chúng ta điền tiếp vào đây Áp dụng cấp số cộng Ta lại có một cái rất vui À đó là Hàng xóm trái Cộng hàng xóm phải Bằng hai lần nhà mình À rồi xong Tự nhiên nó đưa về giải phương trình mũ loga hay đấy Giải được không Chỗ này nhân lại nhá Thành lốc 3 của mấy nhỉ Lốc 3 của 10 Còn cái này đẩy hai lên đây thành y bình À y bình bằng 10 Căn 10 D Chính xác D Các em chọn D là chính xác Phải là D Mọi người hiểu không Chỗ này bạn nào thích bấm máy tính cũng được Nhưng mà thôi giải chỗ này đơn giản lắm Chỗ này giải bằng tay nó ra Không cần bấm nhất bạn nào thích thì có thể ngồi kiểm tra lấy máy tính bấm được Thôi chỗ này tự giải Dễ. 47 cho đẳng thức sau. Căn bậc 3 của A bình nhân căn A chia A lập biết đẳng thức này bằng A mũ alpha với A là cơ số dương khắc 1. Hỏi alpha thuộc khoảng nào? <laughs> câu này là à, em 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 tính hộ thầy ra cái này xem rút gọn ra là alpha bằng nhiêu, sau đó em xem nó thuộc phương án nào. <laughs> Ở đây để khôn phết để không cho alpha bằng mấy. <laughs> câu này cũng nhanh thôi, thực ra câu này cũng khá là nhanh. Nào, cả lớp rút đi hộ thầy. Cả lớp rút đi bao nhiêu đấy? Cái này thì quen rồi, cái này chắc là cả lớp cũng làm nhiều rồi. Đây đang là thi học kỳ 1 mà, các câu hỏi đầy đủ dạng hết, dạng này cũng hay có này. Câu này ra mấy nhỉ? Ra nhanh không? Câu này ra nhanh được không? Cả lớp có như sau là có làm có, có, có làm nhanh được không để thầy <laughs> chữa nào. Làm nhanh được không? B hả? Chắc chưa? Ôi dồi, xác định B nhỉ? Đứa nào ở B đấy? Làm từ từ thôi, xác định B nhỉ? Cứ bình tĩnh và làm. Nào, chỗ này cả lớp sẽ lấy 2 này. 2 cả lớp cộng với 1 phần 2. Được bao nhiêu cả lớp lại nhân với 1 phần 3. Xong rồi cuối cùng là cả lớp trừ 3 là xong. Trình tự là như thế. 2 nhá, cộng 1 phần 2. 2. Được bao nhiêu thì đem nhân với 1 phần 3 Cuối cùng là đem trừ đi 3 Cả lớp có ra kết quả là Đây Âm 13 phần 6 Cả lớp lấy máy tính bấm giống như thầy đã nói Âm 13 phần 6 sẽ thuộc trong đáp án D Đó là nó khoảng trừ 2, mấy đấy Trừ 2, phải... 2 phải 1 mấy đấy Trừ 2, mấy thì nó là D D nhé À chỗ này thì nói luôn cho cách giải nhanh chỗ này nhé để phòng nếu về sau so biểu thức này nó phức tạp các thứ lằng nhằng chúng ta có biết cách giải nhanh chỗ này không chắc là chúng ta biết rồi đấy. có biết ghi cái ghi... đứa nào bỏ c đấy điên à <cười> <cười> câu này mà còn giải linh tinh à rồi ôi câu này, này thực ra không phải là quá khó đâu câu này làm từ từ vẫn ra sự đứa nào chọn linh tinh đấy hả được chưa thầy nhắc lại này câu này có một cách nữa là chúng ta sẽ lấy loga nhá các em ghi ở vở đi mai còn rơi tại vì nhiều khi nhá thầy đang sợ mai có cái quả câu mà mai nó chơi như thế này thầy gặp rất nhiều các cái câu mà kiểu thế này rồi thấy cái quả mai nó cho cái quả thế này này nhiều khi mà làm xong được cái lớp này xong là lớp kia là chóng mặt kiểu kiểu thế này này nhiều nhiều em em có gặp với cái biểu thức mà nó kiểu nó cứ, cứ tẩm tẩm thế này không trời ơi nhiều khi mà làm xong mà không kịp ấy thì trong cái trường hợp nếu như mà cái biểu thức mà nó mà nó dài quá mà không làm kịp ơ thì cả lớp sẽ sử dụng phương pháp là chúng ta sẽ lấy loga hay vế. Bản chất muốn tìm alpha này người ta lấy loga hay vế cơ số A. A sẽ tự cho một số nào đó, ví dụ như là A bằng 2 nhé. Cả lớp bấm giống thầy, bắt đầu. Bấm giống thầy là ra. Nhớ nhé, thầy dặn rồi. Loga cơ A của cả cái đống chiết tiệt này, số cứ cho vào. Mấy ẩn cho vào hết. A thích A thích B gì cho hết vào sau rồi cho các cơ số em có thể chọn a bằng 2 vân vân gì đó chọn thoải mái em can một cái nhé can can một cái nhập cho a bằng hai rồi ấn bằng một cái ra luôn đây âm 13 phần 6 nhé đi về nhé xong con hiểu không thế là ra âm 13 phần 6 xong đây âm 13 phần 6 làm đây này bấm xấp uh, xỉ là nó ra là âm 2,16 này đấy nó đề thật hiểu chưa đây nhé. Ừ. Trong những cái trường hợp nào mà nó cho phức tạp quá thì tìm mũ cứ lấy lô gà ra nhanh nhất. Câu này thì thầy nghĩ là làm thế cho nó ok thì chấp nhận được. Ngay cả về sau nó có nhiều ẩn AB chăng nữa thì cũng tự cho. Xong rồi tự cho vào đáp án là ra hết. Được chưa? Không, em mà làm bình thường thì em sẽ thấy nó khó. Về sau có nhiều câu khó phết đấy. Được chưa? Thầy hướng dẫn em sẽ thấy dễ. Còn bình thường em mà chưa biết em sẽ thấy khó. Được chưa? 47 xong rồi. 48. Trời ơi, 48 950 50 toàn câu hơi nâng cao thôi, cả lớp tập trung để vào đây chúng ta giải nốt nào. Đây toàn hàm hợp hay hàm gì thôi. Người ta nói là a à, dương khắc 1 em có thể cho 2 hoặc là 3 gì đó tùy ý nhé. Ừ. Miễn là thỏa mãn điều kiện là được. Nhưng mà thường người ta cho 2 thôi em biết học mũ loga thì toàn cho hai thôi. Nếu có hai ẩn AB thì cho một cái là hai một cái là ba. Xem lại cái bài giải nhanh trắc nghiệm mũ loga thầy dạy nhiều rồi. Xem lại đi trên YouTube có đấy. Chả xem trước đó thầy dạy cái này nhiều lắm rồi. Tự cho rồi, thế bọn này hâm thế thì tự cho. Hai vế là cùng có A thì cho A bằng mấy nó đều đúng mà cái bọn này hâm, chả hiểu gì. Tại sao lại cho? Đây là mình chọn mà gọi là kiểu chuẩn hóa đấy mình tự cho được. Không phải làm bừa đâu mà nó đúng là như thế các cái bài toán rút gọn đẳng thức rồi chứng minh đẳng thức rồi tìm a b các hai ẩn đây thì thường người ta à tìm mũ ấy thì người ta hay cho như vậy xem lại cái bài giải nhanh mũ loga thì dạy rồi nhé xem lại đi nào 48, câu này hàm hợp đây, ta chú để vào đây nào câu này bắt đầu để ý hơn tí nào Hàm số Fx của em liên tục trên R đồ thị như hình vẽ đây có bao nhiêu giá trị m nguyên để cho phương trình F theo biến 2 lần sin x bằng loga cơ 2 của m có nghiệm thuộc trong đoạn không pi. Bắt đầu. Câu này uh, uh, tuy về mặt mức độ thì người ta cũng xếp vào là vận dụng cao nhưng nếu mà làm nhiều rồi thì cũng sẽ quen thôi, không phải là quá khó. Còn xếp về mặt mức độ các cái câu về hàm hợp Hàm ẩn, vận dụng cao, vân vân ấy. Đó, thì thường người ta hay xếp vào à, mức độ 4. Nhưng mà các em làm nhiều thì nó cũng quen thôi. Đó. Cả lớp làm được không? Làm luôn. Câu này, à, thực ra thì câu này dùng ghép trục vẫn được nhé. Ghép trục em xem lại ngay tiết học trước. Mấy tiết trước thì dạy ghép trục rồi. vì đây theo kiểu hàm hợp. Dùng, câu này dùng ghép trục cũng được. Mà dùng... À, đổi biến đặt u đặt t vẫn ok, cả hai cách đều được hết. Các lớp thích đổi biến được mà ghép trục cũng được. Càng các bậc nhưng mà thầy chú ý càng các bài có chứa tham số thì càng sử dụng ghép trục càng nhanh. Nó rất là hữu hiệu. Ghép trục hôm trước vừa học thế nhá. Xem lại cách giải đi. Còn ở đây thầy giải lại theo cách 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 bình thường nhất hay, hay hay học là cách đơn giản nhất. Các em sẽ đặt cho thầy cả lớp sẽ đặt hai sin x là u nào đó hay là t nào đó đi đặt u nhé u đi. đặt hai sin x là u đưa về hàm hợp đấy cả lớp để ý x của em thuộc đoạn không pi khi x thuộc đoạn không pi thì sin x của em là thuộc đoạn nào đây là đường tròn lượng giác đây là trục sin đây là trục cốt đây là không đây là pi các lớp để ý nhé phần thầy tô sọc chính là từ 0 đến pi giá trị của sin chạy từ 0 cho đến 1 giá trị của sin chạy từ 0 đến 1 như vậy u của em chạy trong đoạn từ 0 đến 2 cái này phải bắt cho đối chuẩn nhé đứa làm mà trừ 1 đến 1 là thôi đừng có vận dụng cao gì nữa là thôi đi về luôn chứ. nhớ chưa nào hiểu không Xong nhá, nào hiểu chưa? Bây giờ phương trình đề bài đã cho yêu cầu bài toán trở thành tìm m để cho phương trình FU bằng loga cơ 2 của m có nghiệm thuộc đoạn 02. Có nghiệm u đấy, thuộc đoạn 02. Cả lớp sẽ tìm cho thầy mắc min trên đoạn 02 là xong. Thế bản chất bài toán này người ta cho đồ thị để em quan sát mắc min. Trên đoạn 02 đồ thị có dạng tô đỏ giống như thầy đã vẽ. Cả lớp nhìn thấy chưa nhỉ? Cả lớp thấy ngay trên đoạn từ 0 đến 2, hàm số nghịch biến đi xuống. Vậy ta thấy ngay giá trị lớn nhất đây là bằng 2 và thấp nhất là âm 2. Như vậy, phương trình có nghiệm khi và chỉ khi thỏa mãn vế phải tức loga cơ 2 của M nằm từ min đến max của FU trên đoạn 0,2. Cả lớp giải trừ 2 đến 2 là xong. Những cái bài toán liên quan đến có nghiệm bản chất là cả lớp sẽ quan sát mắc min trên đoạn đó. Chú ý uh, F gì kệ nhé. X và Fx hay U và Fu cùng hàm F là được. Mắc min nó cũng không thay đổi. Fx hay là Fu thì cũng không, không có gì thay đổi cả. Đúng không? Chả qua là ta đổi biến đi thôi. Đồ thị vẫn thế. Đúng không? Tại vì không xét được biến X thì xét được biến U như nhau. Không, đồ thị không thay đổi. Đến đây tự nhiên bài toán quy về giải bất phương trình Cả lớp sẽ đội mũ lên Thì cả lớp sẽ có 2 mũ 2 bằng 4 2 mũ âm 2 là 1 phần 4 Bài toán hỏi mờ nguyên Bài toán hỏi mờ nguyên Cả lớp xem có hộ thầy xem có bao nhiêu giá trị nguyên Chúng ta có 1, 2, 3, 4 Vậy kết luận C 4 giá trị nguyên Bài này làm theo cách bình thường thôi là nó cũng ra nhanh rồi Nhưng Ngoài ra, các em vẫn có thể sử dụng ghép trục. Ghép trục có làm được không? Ghép trục học rồi đấy. Thế hay tự làm nhé. Ghép trục tự làm nhé. Tham khảo lại bài đề hôm trước thầy vừa dạy trong ấy. Đề số 2 ấy. Đề số 2 hôm trước thầy dạy ghép trục cả lớp có tự làm được không? Ghép trục nó cũng vẫn ra thôi. Có làm được không? Có còn để chữa không? Cách bình thường này là nhanh nhất rồi. À, đặc biệt nếu đề thi hỏi có mấy nghiệm, có N nghiệm nào đó thì dùng ghép trục rất là tốt và ok nhưng cả lớp có thể tự tham khảo và tự làm lại cho thầy cái bảng ghép trục nhé phương pháp thầy dạy ở trong bài hôm trước trong đề hôm trước thầy dạy ghép trục chúng ta chỉ cần kẻ một cái bảng biến thiên ra thôi mà có 3 dòng đấy đấy tự về tự thử tự làm ghép trục nhé ờ, tất nhiên những bài này luôn luôn ít nhất có hai cách thật nhưng mà có nhiều trường hợp ghép trục sẽ tối ưu hơn nhớ chưa thì tự làm cách đó đi chúng ta hôm trước vừa học rồi Ôi rồi có làm được không? Ghép trục thì có phải chữ A Thế để thầy nhìn bảng thầy hướng dẫn vậy Có tự làm được không? Cái này nó dễ mà Các bài có chứa hàm hợp và có chứa tham số là rất hay sử dụng ghép trục nhé Nhớ cái đặc trưng Đây, cả lớp vẫn đặt U bình thường Cả lớp vẫn sẽ đặt U là 2 sin x Cả lớp đạo hàm Đây, cả lớp nhìn vào U phẩy là bằng 2 lần cốt x Cả lớp giải U phẩy bằng 0 theo phương trình lượng giác ngày xưa thì x của cả lớp sẽ bằng B chia 2 cộng kB. Với k nguyên, nào đúng chưa? Giải thế này. Bây giờ chúng ta lại chỉ chặn x trong đoạn x của em đề thi cho là đề bài cho là từ 0 đến B. Vậy chúng ta kẹp cái nghiệm này vào đây, kẹp cái nghiệm này vào đây. 0 đến B chia 2 cộng kB. Kẹp nó vào đây cho thầy. Cả lớp chặn được mấy giá trị k? Cả lớp chặn được mấy giá trị k nào? K của em sẽ là đây Đây là 1 0, 0 1 phần 2 Là âm 1 phần 2 Còn đây là 1 một 1 một phần 2 Là 1 phần 2 Do K nguyên K nguyên kém chỉ có duy nhất một giá trị Đó là K bằng 0 Đó Chặn K bằng 0 xong Thì x của em sẽ là B 2 Đây nếu ai thích làm từ từ Thì chúng ta sẽ giải ra nghiệm thế này May quá là nó chỉ có một nghiệm thôi đấy Chứ nó có nhiều nghiệm nữa Mệt lắm <laughs> Cái lớp xong bước này chưa nhanh lên, xong bước này chưa nhỉ? thì bây giờ thầy xóa chỗ này cho nó nhanh nhé, xóa. chỉ cần biết là BCI thôi. xóa này. bài này may có một nghiệm thôi. kẻ bảng biến thiên. x, u, f u. 0 B B chia 2 Xong Nào Tính bình thường Em muốn làm được tốt Thì em phải học lại một số cái lượng giác đi Em muốn điểm nâng cao 90 ghép chục Và em lại không không muốn động tay vào làm Em phải có nhớ cả một số kiến thức lớp 11 chứ Thì mới ăn thua chứ Chứ nếu không là không ổn đâu Nào thay số cho thầy Lúc nãy chúng ta đã đặt U là 2 sin x đúng không? thay số và hộ thầy chỉ có thay số thôi mà bài này không cần phải tính giới hạn đúng không mọi khi nó còn vô cực các thứ cơ đây thay số vào dễ quá sin không là bằng 0. sin pi bằng 0. sin pi chia hai bằng 1. đây bằng 2. nào các 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 các, các, các thím hiểu không xong rồi nhá nào các thím hiểu rồi cái gì nào chúng ta tính cái này có hai miền nhé một cái từ không đến hai đây này không đến hai này hôm qua thầy dạy thế này giờ tính giá trị hàm số tại các điểm a à, xem là trên các khoảng không hai này chèn thêm các chèn các điểm cực trị còn thiếu cả lớp nhìn vào đây đồ thị bắt đầu đồ thị đã cho có các điểm cực trị nào có mấy cực trị nhỉ có hai điểm cực trị đã đừng quên thiếu bước này là phát to đấy đồ thị ban đầu đã cho có hai điểm cực trị một điểm là x bằng gì đây dóng xuống nào x bằng không một điểm là mấy đây dóng lên nào hai đừng quên cái chỗ này nhá quên chỗ này là toay đấy hôm trước thầy còn nói chỗ này dưới này chỗ này mà không để bây giờ trên các khoảng đã cho xem có bị sót các điểm nào xem có các điểm cực trị còn thiếu không đó các điểm không hay nếu thiếu điền thêm vào nhưng em thấy không tính từ 0 đến 2 thì cũng đã có không rồi không có điểm nào mà lọt thêm vào đây giữa nữa như vậy là thôi vui nhỉ mọi khi nhá nếu mà có thêm các điểm nào mà lọt vào trong các cái khoảng này kem điền thêm vào điền các điểm cực trị còn thiếu nếu cần nhưng trong bài này nó lại vừa đúng rồi Mày thế Nó lại vừa đúng rồi Như vậy là bài này không cần phải điền thêm các điểm gì nữa Thì bây giờ công việc cuối cùng của chúng ta đó là thay số Tại 0 và tại 2 cả lớp để ý đồ thị Tại 0 Đồ thị có giá trị bằng 2 2 Nhìn thấy chưa ở đây không, 2. 2. Tại 2 Đồ thị có giá trị bằng 2 âm 2 Ôi trời xong rồi mày quá <laughs> Hiểu chưa? Đây xuống nhá Lên nhá xong Giờ như vậy chúng ta đã phát xong đồ thị Bây giờ muốn biết là có nghiệm Có nghiệm Thì cả lớp sẽ chặn từ Chứ 2 đến 2 là có nghiệm Cả lớp có công nhận là cứ cắt vào giữa như thế này đúng không? Là có nghiệm chứ gì? Đây chính là uh, loga cơ 2 của M. Rồi, trả qua bài này là kem em đọc được mắc min là thấy luôn đọc được mắc min về này là ok luôn thế đây là có nghiệm cả lớp sẽ chặn từ chữ hai đến hai còn nếu như bài thi hỏi rất rõ là một nghiệm hay là ba nghiệm hay hai nghiệm thì cả lớp có thể nhờ vào cái này nhìn nó sẽ dễ dàng hơn nó sẽ giải quyết được trong nhiều trường hợp khác nữa nó ngon lành hơn em sẽ biết chỗ nào là mấy nghiệm chỗ nào mấy nghiệm thì vẽ được cái này ra cũng khá là ok đấy hiểu ghép trục rồi nhé đáng nhẽ là chỉ cần một cách này thôi là đủ nhanh rồi nhưng mà cái này nó sẽ giải quyết được trong nhiều trường hợp khó hơn thật ơ ờ, mình phải biết cái nó hiệu quả cũng có một số trường hợp là nó nó phải là hiệu quả thì người ta mới học chứ công nhận thôi đáng nhẽ bảo tự làm đi thì chả làm được mất công bắt thầy dạy, bắt thầy dạy nhớ chưa 49 49 chúng ta tiếp tục là hàm hợp tiếp theo các câu này thực ra nếu mà em bình tĩnh về em làm đi làm lại nhiều là về sau em quen Giỏi hết đi mà Thời bây giờ thì đã bảo rồi, thời bây giờ chăm chỉ chịu khó cái 90 không khó đâu Cho hàm số fx của em, người ta cho đây là đồ thị đạo hàm f phải. Khi đó hàm số gx bằng fx trừ đi x bình trên 2 có bao nhiêu điểm cực tiểu Các bài toán này là hàm hàm ẩn, hàm liên kết với các hàm số này ta sử dụng phương pháp vẽ tương giao Chắc là các em quá quen rồi rất là các, là các bạn nào mà chúng ta học nhiều vận dụng cao Hoặc là chúng ta học đầy đủ các bài trên khóa của thầy Thì bài này chỉ là sử dụng phương pháp vẽ tương giao thôi Các lớp công nhận không? Vẽ tương giao Ở đây là hàm, 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 hàm liên kết Đạo hàm nhé là ra thôi Các lớp đạo hàm ra nhé Là ra thôi đây, Đạo hàm một cái thì chúng ta sẽ thu được đó là à, hàm này thì chắc chắn là liên tục trên R vì Fx liên tục rồi nên x chắc chắn liên tục Cái lớp đạo hàm ra thì G phẩy của em sẽ là bằng F phẩy trừ đi x gì Cái lớp giải G phẩy bằng 0 Thì chúng ta quy về sự tương giao giữa Y bằng F phẩy và Y bằng X Đúng không? À Thế thì F phẩy người ta cho em đồ thị rồi Bây giờ các em vẽ nốt cái đường thẳng Y bằng X em chèn trực tiếp vào đây là xong Đấy đây. là có hiểu được không nào? Đây. Đây là đồ thị F phẩy. Còn thầy vẽ thêm đường màu xanh chính là y bằng x. Vẽ cái đường thẳng này thì kem học từ lâu rồi còn gì nữa. Ai cũng biết vẽ rồi đây là y bằng x nhá. Còn đây là F phẩy, màu vàng là F phải. Cả lớp quan sát nhận ra Đây, Vậy y bằng x này người ta sẽ cho x bằng 1 Thì nó sẽ đi qua đúng điểm âm 1 1 À âm 1 âm 1 quên Người ta đã dự tính cho em điểm này từ lâu rồi Và có một điểm nữa đó là 2 2 Ta thấy ngay hai đồ thị cắt nhau Tại tất cả thẻ là 3 điểm phân biệt Trừ 1 0 2 Trừ 1 0 2 Thấy không 3 điểm này em thấy không có điểm nào là tiếp xúc 3 điểm này đều là nghiệm đơn Bây giờ người ta hỏi các em là có bao nhiêu điểm cực tiểu Thì bây giờ các em kẻ trục Em kẻ bảng ra để em nhìn ra ngay Các em kẻ bảng ra Đây kẻ trục ra là nhanh nhất Đợi thầy nhé Trừ 1, 0, 2 Xét dấu là biết ngay Cả lớp để ý Trên miền từ à, Âm 1 Âm 1 này Trên miền từ âm 1 đến 0 đồ thị F' phẩy màu vàng nằm trên đồ thị đường thẳng chứng tỏ là trái trừ phải là lớn không như vậy âm 1 đến 0 là dương ngược lại trong các trường hợp khác này thì trong trường hợp từ 0 đến 2 thì đường thẳng lại nằm trên là âm cứ thế mà các em đảo dấu là xong ở đây thầy vừa khẳng định là đây chắc chắn là các nghiệm bội lẻ rồi nên không thể nào sai được cả lớp dễ dàng kết luận được chúng ta có những hai điểm cực tiểu đó là điểm âm 1 và điểm 2. Các lớp sẽ chọn cho thầy đáp án B. B. Có hai điểm cực tiểu cơ. Có hai điểm cực tiểu các lớp quan sát để ý. Có 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 nhìn được dấu không nhỉ? Chúng ta chỉ cần B cái dấu này ra từ đây thôi. Thầy là thầy hay có cái thói quen là đánh dấu thế này. Cái đường cong mà nằm trên là thầy hay đánh dấu cộng như này, trừ như thế này. Thầy hay đánh như thế này về sau có lợi lắm cả lớp lên học theo cách của thầy. Các em cứ nhìn luôn như này này, em cứ nhìn ra như này, em cứ thấy đường cong nằm ở trên này, thầy đánh dấu cộng này trừ này. Nó 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 sẽ rất là dễ nhìn. Rất là dễ gì? Câu hỏi cuối cùng. Chúng ta có nhìn được cái hình vẽ này không? Sợ hơi mờ nhỉ. Cái hình vẽ này bài này thì thầy vẽ ra như thầy sợ không biết có nhìn được không? Hơi mờ. Thôi sao vẫn nhìn được. Cái lớp nhìn được không? Nhìn vẫn nhìn được đấy, vẫn nhìn được hơi mờ tí. Đây vẫn là đồ thị đạo hàm. Đây là F phẩy câu hỏi trên đoạn từ âm 4 cho đến 3. Hàm số GX bằng 2 lần FX cộng với 1 chữ X tất bình đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm nào? Đây là max Min. Mark Min cũng theo kiểu phải hàm 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 ẩn. Các lớp tiếp tục sử dụng phương pháp bài này chúng ta tiếp tục vẽ tương giao. Đầu tiên, các em lấy đạo hàm. G phẩy bằng 2F phẩy cộng với, các em đạo hàm cái này thì chúng ta sẽ thu được đó là bằng 2 lần của 1 chữ X và nhân thêm âm 1 ở trong nữa, chúng ta có trừ 2 lần của 1 chữ X. Bây giờ ta giải G phẩy bằng 0. Giải G phẩy bằng 0, thì chúng ta quy về tương giao giữa đồ thị F phẩy và đường thẳng Y bằng 1 chữ X. Đây là sự tương giao giữa phẩy và 1 chữ x. Các em vẽ đường thẳng một chữ x giống như thầy đã vẽ ở đây. Vẽ đường thẳng một chữ x giống đường màu xanh thầy vẽ ở đây nhé. Đây. Khi vẽ qua đây, cả lớp sẽ thấy ngay tiếp tục đường thẳng này sẽ cắt đồ thị tại ba điểm phân biệt. Rất là rõ. Đó là chỗ này chúng ta gióng xuống. Đây là trừ 4. Đây là trừ 1. Và đây là 3. Lớp nhìn được chưa? Đó, xong nhá. Vẫn nhìn được, thầy nhìn vẫn nhìn được yên Vẫn nhìn được. Và theo phương pháp xét dấu lúc nãy thầy có nói, đây, ba điểm này cũng cắt phân biệt đôi một, không có chỗ nào tiếp xúc thì phải nhỉ? Như vậy nó sẽ đan dấu. Nó sẽ đan dấu. Trong cái miền này thì đường cong nằm ở dưới. Lên chỗ này thầy sẽ đánh dấu âm. Và chỗ này theo phương pháp thầy dạy các em sẽ đánh dấu dương. Các em sẽ đánh dấu theo giống thầy để làm bài là nhanh nhất. Đó. Từ đó các em sẽ kẻ được bảng biến thiên như ở trên bảng. Đó là xét trên âm 4 đến 3 thì ở giữa có ngay điểm âm 1 ở đây. Xét dấu thầy vừa định hướng cho em rồi nên chúng ta sẽ nhìn được đây là âm, đây là dương. Từ đó cả lớp dễ dàng đọc được trong 3 điểm này thì tại âm 1 sẽ là nhỏ nhất. Đáp án của chúng ta là đáp án D là kết thúc câu này. Xong nhé. Các lớp hiểu chưa nhỉ? Đó. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong. Ở đây một số câu hỏi ở cái mức độ có thể là thầy nghĩ là các em làm nhiều thì nó sẽ không phải là quá khó làm nhiều sẽ quen thôi làm nhiều là quen ngoài ra về nhà các em vận dụng và làm thêm các đề khác nữa uh, suy nghĩ và sáng tạo thêm các cách giải khác nữa để làm sao chúng ta có được nhiều kinh nghiệm nhất thầy uh, uh, chúc mừng tất cả các bạn và các em chúng ta đã hoàn thành xong đề ngày hôm nay rồi và uh, các em nhớ xem lại các cái đề trước đó thầy cũng đã chữa cho chúng ta rất là cẩn thận rồi đó thầy chúc cho mọi người luôn đạt được kết quả à, thật là cao như mình mong muốn các em nhé đó và hẹn gặp tất cả các bạn và các em trong những bài giảng lần sau thì uh, chúng ta sẽ cùng đến với cái chương học mới đó hứa hẹn sẽ là một chương học cũng rất là hay nhưng mà cũng tương đối là khó đấy nhá đó là phần nguyên hàm và tích phân đó rồi uh, lần sau thì chúng ta sẽ đến bắt đầu học nguyên hàm và thầy mong rằng là các bạn sẽ không bị cái phần này nó làm cho mình sợ được đúng không đó rồi xin chào và chúc tất cả các bạn và các em ngủ ngon ok